Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 126. Mục đích của gã chỉ là gạt Tiêu Chính Văn đến đây, chỉ cần Tiêu Chính Văn không thể sống sót trở về thì ngày mấy người Trương Việt trấn giữ âm phủ cũng chính là thời khắc bọn họ hợp sức lại tiêu diệt Điện Thần Long. Tiêu Chính Văn lập tức nghĩ đến tính toán của đám người Chaos, sau đó thử tấn công Lục Mang Tinh trận mấy lần nhưng trận pháp này vô cùng vững chắc, cộng thêm đám người Điền Văn đều đứng vững ở mắt trận. Một mình Tiêu Chính Văn không thể phá được. Tiêu Chính Văn, đừng phí sức nữa, cậu không thoát được đâu, hơn nữa cậu không thấy Lục Mang Tinh trận này quen lắm sao? Tiêu Chính Văn ơi là Tiêu Chính Văn, cậu cũng tự đại quá rồi. Lẽ nào cậu nghĩ những người như bọn tôi sẽ bắt nạt vậy sao? Khổng Tề Thiên cười nhạo, sắc mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Thế mà lại dám đe dọa Tử Cống, cậu đúng là to gan. Lẽ nào cậu không biết Tử Cống ngoài bản lĩnh ra thì mưu lược cũng được gọi là bậc nhất sao? Dù không có Tử Cống và Tử Dư tham gia vào, đám người Khổng Tề Thiên cũng đều là mấy lão già sống mấy ngàn năm, tâm tính và mưu lược đâu phải là thứ người thường có thể so được. Huống gì lần này mấy người họ bị Tiêu Chính Văn coi là con tốt thí, ở khắp thế gian có ai dám đối xử với họ như thế? Chọn bừa một người trong số họ ra cũng đều là nhân vật tầm cỡ từng dẫn dắt cả một thời đại. Sao có thể cam lòng làm bàn đạp cho Tiêu Chính Văn được? Thật ra ngay cả Spartaker cũng là do Chaos sắp xếp để đợi anh ở đây, Erdogan cười nhạo nói ra bí mật này. Trước khi Chaos đến đế khư đã tính toán chuẩn xác Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ không nghe theo hoặc sẽ đưa ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Vốn dĩ gã định gạt Tiêu Chính Văn đến bằng việc phát hiện ra trái tim Bạch Long nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại tự chui đầu vào lưới. E là anh có nằm mơ cũng không ngờ nơi này vốn dĩ là chuẩn bị cho anh, nhưng điều khiến bọn tôi ngạc nhiên là anh lại biết sự tồn tại của Minh Hà. Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa, anh cũng không ra khỏi đây được, không lâu nữa anh sẽ trở thành thi thể ở đây như bọn chúng thôi. Điền Văn cười mỉa nói. Để làm cho cậu tin tưởng bọn tôi thật sự không còn cách nào với cậu, Điền Văn còn tự tay giết cảnh vệ của mình, nhưng đây là khổ nhục kế, dù sao cũng đáng giá. Lấy mạng của Tư Không Phàm đổi một mạng của cậu, đáng. Khổng Tề Thiên nói hết đầu đuôi mọi chuyện. Thật ra từ đầu đám người Điền Văn đã nhận được tin bên Chaos, mọi chuyện vốn dĩ là khổ nhục kế, Điền Văn cố ý giả vờ tức giận không thôi. Khổng Tề Thiên còn hạ mình quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Cũng chỉ có diễn thật như thế mới có thể làm cho Tiêu Chính Văn tin mọi chuyện đều là thật. Lẽ nào các người không lo tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mấy người Trương Việt thà chết cũng sẽ không rời Long Mạch về thành Minh Nguyệt sao? Lúc này Tiêu Chính Văn lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Nghe nói thế, Khổng Tề Thiên cười nhạo lắc đầu nói, Tiêu Chính Văn, mặc dù là bọn tôi cũng phải nói cậu là một tên cực kỳ khó đối phó. Nhưng cậu vẫn còn quá ngây thơ, chỉ cần cậu chết thì đám người Trương Việt còn nhân được tin tức về cậu sao? Hơn nữa chỉ cần họ rời Long Mạch về thành Minh Nguyệt. Cậu nghĩ còn nhà họ Trương sẽ tồn tại được nữa sao? Ha ha, nói đến đây, Khổng Tề Thiên ngửa mặt lên bật cười. Tiêu Chính Văn ở trong Lục Mang Tinh trận lạnh lùng nhìn đám người Khổng Tề Thiên. Lúc này một luồng sức mạnh đáng sợ đang ập đến chỗ Tiêu Chính Văn. Sắc mặt Chaos với hiện lên vẻ đắc ý nói, thật ra anh đã không cần phản kháng nữa rồi, trước đó tôi đã tính toán vô số lần. Dù thực lực của anh có mạnh hơn nữa thì suy cho cùng vẫn kém một cảnh giới lớn. Anh chắc chắn sẽ chết ở Minh Hà này. Chỉ cần Tiêu Chính Văn không ra khỏi Lục Mang Tinh trận thì cho dù Tiêu Chính Văn mạnh đến mức nào đều chỉ có thể bị Spartaker nuốt chửng theo tính toán của Chaos. Có phải muốn dùng thuật phân thân của cậu để thoát khỏi đó không? Nhưng tiếc là ở đây thuật phân thân của cậu không có tác dụng. Nơi này là Minh Hà, linh hồn con người không thể nào phân thân. Khổng Tề Thiên lạnh lùng cười nói. Tiêu Chính Văn thông thạo thuật phân thân của Thiên Cung Bắc Cực đã không còn là bí mật nữa, nhưng như Khổng Tề Thiên nói, Minh Hà là nơi cực kỳ đặc biệt, bất kỳ ai cũng không thể sử dụng thuật phân thân ở đây. Dù sao nơi này cũng là nơi thuộc về linh hồn, nói cách khác trừ khi một người có nhiều linh hồn hoặc nhiều nhân cách mới có thể thi triển thuật phân thân ở đây, ngoài ra thì ai đến đây cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Khổng Tề Thiên nói thế đồng nghĩa với việc cắt đứt hy vọng sống sót cuối cùng của Tiêu Chính Văn. Thật ra đám người Điền Văn đã nhìn Tiêu Chính Văn bằng con mắt khác từ khi biết tin tức thành Minh Nguyệt xảy ra chuyện. Họ đâu còn dám xem thường đối thủ vừa mưu lược sâu xa vừa có thực lực cao như Tiêu Chính Văn nữa.
nhưng cũng chính vì thế mà anh em sắc mặt Điền Văn cũng lộ ra vẻ phấn khích. Đối thủ càng mạnh thì khi đánh bại được đối phương, họ thường có cảm giác thành tựu. Lúc này không chỉ khí tức quanh người Khổng Tề Thiên đang từ từ dâng lên mà ngay cả đám người Điền Văn cũng trở nên mạnh hơn. Lục Mang Tinh trận này đang hút hết sức mạnh của Tiêu Chính Văn để bồi dưỡng vào đám người Điền Văn. Ừ, không ngờ anh lại mạnh đến thế, trước đây bọn tôi xem thường anh quá. Nhưng dù nói thế nào, chúng tôi cũng phải cảm ơn anh. Điền Văn cảm nhận được sức mạnh trong người mình đang thay đổi thì nở nụ cười chế giễu. Xung quanh Tiêu Chính Văn có một luồng khí tức đáng sợ, thậm chí còn tạo ra một vòng xoáy trên đỉnh đầu anh. Trung tâm vòng xoáy này là Tiêu Chính Văn. Xem ra hắn đã đến đường cùng rồi, nhưng chúng ta lại có thể mượn sức mạnh của hắn để lên thêm một tầng nữa, đúng là trớ trêu. Chaos cũng nở nụ cười đắc thắng sau khi âm mưu thành công. Ngay cả Erdogan cũng bật cười thành tiếng sau khi cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang tăng lên. Còn Tiêu Chính Văn ở trung tâm vòng xoáy dường như đã mất đi khả năng chống đỡ, lúc này anh đang khoanh chân ngồi chính giữa vòng xoáy. Lúc đầu sáng thế chủ Hạo Thiên tạo ra Minh Hà lần nữa, nhưng ông ta không ngờ nơi này sẽ trở thành điểm đến cuối cùng của anh nhỉ. Chaos đắc ý nói, thậm chí còn nói ra bí mật chấn động tất cả mọi người vào mấy ngàn năm trước. Lúc đầu tay của Minh Hà thậm chí còn vươn dài đến thế tục, hơn nữa còn thông qua giáo đình hắc ám liên tục gây ra các cuộc chiến tranh ở thế tục, những người chết trận đó đều bị Minh Hà hấp thụ đến thế lực của mình. Hành vi của họ không chỉ chọc giận âm phủ mà còn chọc giận sáng thế chủ Hạo Thiên, thế nên cuối cùng sáng thế chủ giết vào Minh Hà, còn gây ra trận chiến kinh thiên động địa với các cao thủ ở đây. Cuối cùng sáng thế chủ Hạo Thiên giết hết toàn bộ cao thủ của Minh Hà bằng thực lực đáng sợ. Sau đó lại dùng máu tẩy sạch minh giới. Cũng chính trận chiến này mà sáng thế chủ Hạo Thiên cũng bị thương nặng, cuối cùng thiên đạo minh ước ở vùng ngoài lãnh thổ giải hòa trận chiến, hai bên đều tự lui về thế giới của riêng mình. Lúc này Tiêu Chính Văn đã bị vòng xoáy cực lớn trên đỉnh đầu áp chế vào trong Minh Hà. Cả đáy hồ của Minh Hà đều là thi thể, nơi sâu nhất dưới nước còn có một cung điện dưới cao lớn, nhưng cung điện dưới nước này cũng chỉ còn lại tàn tích cũ và bức tường vỡ. Nhưng vẫn còn có thể thấy rõ trên bức tường cũ nát đó có một vài đồ vật cổ, phù văn và đồ án. Trong cung điện như thể có một luồng sức mạnh bí ẩn đang cố gắng nuốt hết toàn bộ nội tức trong người Tiêu Chính Văn. Nhưng vì trong người Tiêu Chính Văn vốn dĩ có ba quả tim rồng nên cho dù sức mạnh đó mạnh thế nào cũng không thể rút được khí tức của rồng trong cơ thể Tiêu Chính Văn ra khỏi người anh. Đám người Chaos không hổ là mấy lão già sống mấy ngàn năm, từ lúc đầu đã bày bố ra một kết cục chết chắc. Hơn nữa khi vừa bước vào Minh Hà thì thi thể của Spartacus đã thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn, khiến Tiêu Chính Văn lọt vào bẫy của họ. Nhưng họ đã bỏ qua một sự việc, đó là Tiêu Chính Văn còn mang ba quả tim rồng trên người, về cơ bản đã có sự khác biệt với người bình thường. Có thể nói từ khi Tiêu Chính Văn bị thương nặng, được hoán đổi với trái tim rồng xích long, trong máu của anh đã có hơn một nửa huyết mạch của long tộc. Anh đã không còn là một người bình thường mà là truyền nhân chân chính của rồng. Rồng là sinh vật từng mạnh nhất trên thế giới này, đồng thời còn là sinh vật có sức mạnh bí ẩn nhất, bản thân long tộc vừa tương sinh vừa tương khắc với thế giới này. Thế nên trận pháp trên thế giới này gần như không có sức uy hiếp với long tộc. Mà bản thân Tiêu Chính Văn lại có tim rồng kim long, mọi trận pháp gần như không thể tổn thương đến căn khí của Tiêu Chính Văn. Có thể nói Tiêu Chính Văn là sự tồn tại khác loài nên anh mới có thể vượt xa người thường về trình độ trận pháp, hơn nữa tốc độ tiến bộ lại gấp trăm lần, thậm chí là một ngàn lần người thường. Sau khi Tiêu Chính Văn chìm vào Minh Hà, đám người Điền Văn đã đi khỏi đó, chỉ có Tiêu Chính Văn lặng yên ngồi dưới đáy Minh Hà. Cách Tiêu Chính Văn không đến 10 mét, một vật thể lóe lên ánh sáng màu trắng, vật lạ đó từ dưới đáy nước tối tăm dần dần trôi đến gần Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn giơ một tay ra thăm dò, nửa trái tim rồng bạch long đã rơi vào tay Tiêu Chính Văn. Hóa ra mọi chuyện đều là vì Minh Hà ẩn giấu một nửa tim rồng bạch long. Quả nhiên như Tiêu Chính Văn suy đoán trước đó, chỉ có duy nhất một điểm không hoàn hảo là tim rồng bạch long giống với tim rồng hắc long, mỗi nơi đều chỉ có một nửa, không phải là trái tim hoàn chỉnh. Lúc này bên ngoài đã náo loạn đến mức tung trời. Sau khi đám người Điền Văn về đến Đông Vực, không đến nửa ngày đều đồng loạt đột phá thiên cảnh.
Hơn nữa không chỉ hai anh em Điền Văn mà gần như tất cả mọi người đều đột phá từ đế quân lên thiên cảnh cùng một lúc. Mấy người đó đột phá cùng lúc lập tức gây ra hiện tượng thiên nhiên đáng sợ. Các nơi cùng lúc xảy ra hiện tượng kỳ lạ, lập tức khiến mọi người chú ý đến. Tin tức bùng nổ này nhanh chóng thu hút sự chú của đám người Ngụy Vinh Kỳ và Hồng Ấn. Dù sao mấy người họ là người đầu tiên đột phá thiên cảnh, đồng nghĩa với việc sẽ chèn ép những người còn lại. Cả đông vực bỗng chốc sục sôi. Ngoài lãnh thổ đã có hơn ngàn năm không ai đột phá thêm cảnh giới nữa rồi, bây giờ năm người Điền Văn gần như đột phá đến thiên cảnh cùng một lúc, điều này sao có thể không khiến người khác chấn động được. Năm người họ đột phá cùng lúc, chắc chắn có bí ẩn gì bên trong. Đúng thế, tại sao chỉ có năm người họ quay về đông vực, tại sao cậu Tiêu không về cùng? Phải, cậu Tiêu đâu? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở Minh Hà chứ? Bỗng chốc từng lời đồn cứ thế lan truyền. Dù là Điện Thần Long hay Hoa Quốc ở thế tục cũng đều trở nên lo lắng, trông mong tin tức về Tiêu Chính Văn. Lúc này, rất nhiều người đã nhìn ra được manh mối, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn. Không ít người đã bắt đầu suy đoán liệu có phải ở Minh Hà đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Không ổn rồi, sao đột nhiên bọn họ lại đột phá đến thiên cảnh? Thiên Quỳnh Tử phản ứng đầu tiên. Suy cho cùng, Huệ Ngân Nhi luôn quan sát Tiêu Chính Văn, mà Thiên Quỳnh Tử cũng đặc biệt chú ý đến động tĩnh của Điền Văn. Vì vậy mới nghi ngờ đầu tiên. Ông ơi, tại sao không có ai hỏi bọn họ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huệ Ngân Nhi lo lắng nhìn Thiên Quỳnh Tử. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Điền Văn trở lại Đông Vực, nhưng trong 3 ngày này, không có tin tức nào liên quan đến Tiêu Chính Văn. Hỏi thế nào, hỏi ai bây giờ? Thiên Quỳnh Tử rất muốn biết rõ toàn bộ sự việc. Hơn nữa, ông ta không phải là người duy nhất có suy nghĩ này. Lẽ nào người của Điện Thần Long không sốt ruột sao? Nhưng không hề có tin tức gì về Điện Thần Long, điều này có nghĩa ngay cả người của Điện Thần Long cũng đã nhận ra được điểm khác thường. Chỉ là bây giờ Điền Văn đã đạt đến thiên cảnh, ngay cả Thanh Liên và Tần Lương Ngọc đều không có tư cách chất vấn Điền Văn. Với tình hình hiện tại của mấy người họ, e rằng Tiêu Chính Văn lành ít dữ nhiều rồi. Trước đây bọn họ đã kết thù với Tiêu Chính Văn, bây giờ bọn họ đều bình an vô sự trở về, chỉ mình Tiêu Chính Văn không có tin tức gì. Ông nghĩ rất có khả năng Tiêu Chính Văn đã gặp đại nạn. Thiên Quỳnh Tử lạnh lùng nhìn về phía đông vực, nói với giọng vô cùng chắc chắn. Nhưng, tại sao Điện Thần Long không đi đòi người? Huệ Ngân Nhi bối rồi hỏi. Thiên Tử Quỳnh khẽ lắc đầu nói, với tình hình hiện tại, lựa chọn tốt nhất của bọn họ là yên lặng chờ đợi. Nếu Tiêu Chính Văn may mắn không chết, bọn họ không cần hỏi cũng sẽ rõ chân tướng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng, nói đến đây, Thiên Quỳnh Tử lại thở dài, nhưng nếu Tiêu Chính Văn thật xảy ra chuyện, bọn họ có hỏi hay không thì kết quả cũng sẽ như nhau. Ý của Thiên Quỳnh Tử là nếu Tiêu Chính Văn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì không bao lâu nữa, Điện Thần Long cũng sẽ sụp đổ, hỏi hay không đều vô nghĩa. Lúc này, không chỉ Tần Lương Ngọc mà cả Thanh Liên cũng đang chờ đợi. Trong 3 ngày liên tiếp, hiện tượng thiên nhiên dị thường từ trên trời giáng xuống, đám người Điền Văn lần lượt đột phá lên thiên cảnh, vô cùng kiêu ngạo. Cho đến ngày thứ 5, phía Điền Văn cuối cùng cũng có động tĩnh. Điền Văn dẫn theo Điền Khải đến trên bầu trời đế khư, sau đó, Khổng Tề Thiên và Chaos cũng lần lượt theo sau. Kể từ lần đám người Điền Văn bao vây đế khư, trận pháp thiên kính vẫn chưa kết thúc. Vì vậy hầu như tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời đầu tiên. Bọn họ định làm gì vậy? Lẽ nào muốn ra tay với Điện Thần Long nhân lúc anh Tiêu không ở đây sao? Chắc không phải đâu, cho dù bọn họ hèn hạ đến mức nào thì cũng sẽ không ra tay với Điện Thần Long vào thời điểm nhạy cảm này. Đúng vậy, e rằng nhà họ Ngụy và nhà họ Triệu cũng sẽ không đồng ý để nhà họ Khổng độc chiếm đế khư. Lúc các bên đang thảo luận, Lý Bạch bước lên không trung, lạnh lùng nhìn bọn họ. Nói, mọi người đang làm gì vậy? Nghe vậy, Điền Văn lấy ra một chiếc áo đẫm máu, cầm hai tay đến gần Lý Bạch, nói với vẻ mặt đau thương, đây là di vật cuối cùng của anh Tiêu, mong mọi người hãy giữ lấy. Cái gì? Nghe vậy, không chỉ Lý Bạch mà tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Di vật của Tiêu Chính Văn, nói vậy có nghĩa là Tiêu Chính Văn đã thực sự gặp nạn ở Minh Hà. Ý của cậu là, Lý Bạch ngây người nhìn chiếc áo máu. Không dám tin vào tai mình.
Đúng vậy, Điền Văn trầm giọng nói, lần này tới Minh Hà, chúng tôi đã gặp phải đối thủ rất mạnh. Dưới đòn tấn công của đối phương, chúng tôi chỉ đành tự mình phá vỡ vòng vây. Nhưng, cuối cùng, vì để bảo vệ cho chúng tôi thoát khỏi vòng vây, anh Tiêu lại, nói đến đây, hai mắt của Điền Văn, Khổng Tề Thiên và Điền Khải đều đỏ hoe, mắt ngấn lệ. Anh Tiêu thật trượng nghĩa, tôi thật hổ thẹn với bản thân mình. Thật đáng tiếc khi một người tài giỏi như anh Tiêu lại chết thảm ở Minh Hà. Nói đến đây, nước mắt của Kaius không ngừng tuôn rơi. Màn biểu diễn của gã thật cảm động, cũng khiến người khác không thể nghi ngờ. Dù sao trước đây gã và Tiêu Chính Văn cũng không có mâu thuẫn gì, thậm chí còn chưa từng xảy ra xung đột, sau đó còn nói chuyện vui vẻ với Tiêu Chính Văn. Có thể nói, trong những người này, quan hệ giữa gã và Tiêu Chính Văn là hài hòa nhất. Ồ, cậu Tiêu cứu các người sao? Lý Bạch nhìn đám người Điền Văn bằng ánh mắt lạnh lùng, bỗng rút kiếm ra, chém về phía Điền Văn. Xẹt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, tay áo của Điền Văn bị cắt đứt. Điền Văn đứng yên tại chỗ với vẻ mặt hổ thẹn, để mặc Lý Bạch chút giận. Thật ra, so với một vị cao thủ thiên cảnh, Lý Bạch chỉ là một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng cấp 7, muốn động đến một cọng lông của Điền Văn cũng khó như lên trời. Vì vậy, Điền Văn mới giả vờ trượng nghĩa không đánh trả, không tránh né, đường đường chính chính chịu một nhát kiếm này của Lý Bạch. Điểm quan trọng nhất là vở kịch ngày hôm nay của bọn họ không chỉ để mua chuộc người của đế khư mà là vì nhà họ Trương. Bọn họ diễn vở kịch lớn như vậy là vì lo người nhà họ Trương sẽ rút khỏi Thành Minh Nguyệt sau khi biết tin, như vậy thì Thành Minh Nguyệt vô cùng khốn đốn. Mà hành động của Điền Văn quả thực đã thu hút được sự đồng tình của vùng ngoài lãnh thổ, với thân phận của hắn, Lý Bạch chỉ cần nâng kiếm chống lại hắn đã là đáng tội chết. Nhưng Điền Văn lại không giết ông ta, ngược lại còn chịu của ông ta một nhát kiếm, ngay cả ống tay áo cũng bị chém đứt, nếu là người khác, ai có thể rộng lượng từ bi như vậy. Hai, đều tại chúng tôi quá bất cẩn, nếu không anh Tiêu đã không xảy ra tai nạn. Cuối cùng Điền Văn vẫn chắp tay nói với Lý Bạch. Lý Bạch nghiến răng, liếc nhìn thanh kiếm trong tay. Ông ta biết rõ, cho dù Điền Văn đứng yên bất động, ông ta cũng không thể đả thương một cọng lông của Điền Văn, rõ ràng Điền Văn đang diễn kịch. Nhưng dù sao thế lực cũng mạnh hơn sức người, cho dù lúc này Lý Bạch có tức giận đến đâu thì cũng không có chỗ để chút bỏ. Bớt sở trò mèo khóc chuột đi, Từ Huy Tổ chế nhạo, nghiến răng nói. Tôi biết trong lòng các anh vẫn còn thù hận, dù sao trước đây giữa chúng ta cũng từng xảy ra rất nhiều chuyện không vui vẻ, nhưng bây giờ, chúng tôi đều nợ anh Tiêu một ân tình rất lớn. Những ân oán trước đây làm sao có thể so sánh với ơn cứu mạng của anh Tiêu? Điền Văn ngẩng đầu nhìn Từ Huy Tổ nói. Vậy tại sao các người không công khai tin tức về cái chết của cậu Tiêu? Từ Huy Tổ lạnh lùng nhìn trận pháp thiên kính trên đầu. Mọi người hiểu lầm rồi. Chúng tôi muốn mọi người đều biết anh Tiêu đã cứu mạng chúng tôi. Sau này ai dám ra tay với đế khư thì sẽ là kẻ thù của tôi. Điền Văn vừa dứt lời, Khổng Tề Thiên cũng tiến lên một bước, nói với vẻ mặt u ám. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, ai dám đối đầu với đế khư thì sẽ đối đầu với cả nhà họ Khổng. Đúng vậy, mấy người chúng tôi sẽ thay anh Tiêu bảo vệ sự an nguy của Điện Thần Long. Để an ủi linh hồn của anh Tiêu trên trời. Hôm nay, tôi cũng muốn bày tỏ nỗi lòng với mọi người. Kaius kiên cường nói. Thực ra đây cũng là kết quả mà mấy người họ đã thỏa thuận trong sự bất lực. Dù sao đế khư cũng là một trong những thánh địa ở Đông Vực, cả nhà họ Khổng, nhà họ Điền và thánh giáo đình đều âm thầm khao khát có được. Không cần biết bên nào sẽ chiếm được, nhưng hai nhà còn lại chắc chắn sẽ không để yên. Vì vậy, cách tốt nhất là phải ổn định người của Điện Thần Long trước, sau đó dần chia rẽ đám người Tần Lương Ngọc, cho đến khi Điện Thần Long xảy ra nội chiến, bọn họ sẽ lấy cớ hòa giải mâu thuẫn, thuận lợi thu phục đế khư. Mọi người có chắc những gì bản thân mình nói không? Tần Lương Ngọc lạnh giọng hỏi, chưa nói đến chuyện cậu Tiêu có gặp nạn thật hay không, cho dù là thật thì các người cũng không thoát khỏi liên quan. Bao nhiêu người cùng vào Minh Hà, nhưng cuối cùng chỉ có 5 người các người sống sót trở về. Thậm chí vừa về đến Đông Vực, các người đều lần lượt đột phá. Nhưng một mình anh Tiêu lại không vượt qua nổi, sống không thấy người, chết không thấy xác, các người thật sự coi chúng tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Đối mặt với câu hỏi của Tần Lương Ngọc, Kaius nói thẳng, thực ra, điều này chủ yếu là do thực lực của anh Tiêu yếu nhất trong số chúng tôi. Vì vậy, ngay từ đầu, đối phương đã bao vây tấn công anh Tiêu.
mà mấy người chúng tôi cũng bị thương nặng. Caius nói rồi chỉ tay vào vết thương của mình về phía đám người Điền Văn. Vài người cũng để lộ vết thương của mình cho mọi người xem. Còn nữa, nếu cái chết của anh Tiêu có liên quan đến chúng tôi thì hôm nay chúng tôi đã không ở đây để bảo vệ đế khư. Với thực lực của chúng tôi, tùy ý phất tay cũng có thể dễ dàng hủy diệt đế khư, không sai chứ. Caius tiếp tục nói thêm. Điền Khải bên cạnh cũng trầm giọng nói, đúng vậy, tôi đã đột phá thiên cảnh, cho dù chỉ là thiên cảnh cấp 1, muốn tiêu diệt Điện Thần Long cũng không thành vấn đề, sao chúng tôi phải phí lời với các người như vậy chứ? Nghe vậy, cả Tần Lương Ngọc cũng không nói nên lời. Dù sao những gì bọn họ nói đều là sự thật, với thực lực hiện tại của Điện Thần Long, chắc chắn không thể chống lại nổi một vị cường giả thiên cảnh chứ đừng nói đến 5 vị. Cái gì nên nói chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi cũng đau buồn như mọi người. Hơn nữa, sau này nếu mọi người gặp phải phiền toái gì đều có thể tìm đến chúng tôi nhất định sẽ không thất hứa. Điền Văn cũng lên tiếng. Lúc này, dưới đáy Minh Hà, luồng sức mạnh kia đã dần tiêu tan. Mấy ngày nay, Tiêu Chính Văn luôn ngồi yên tại chỗ, cho dù luồng sức mạnh kia mãnh liệt đến đâu thì cũng không thể đả thương Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, sức mạnh từ khí tức của rồng mà đám người Điền Văn đã lấy được cũng đang quay trở lại cơ thể Tiêu Chính Văn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi luồng sức mạnh mẽ treo lơ lửng trên đầu biến mất, khuôn mặt Tiêu Chính Văn cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Mặc dù đám người Điền Văn đã đột phá thành công, nhưng đồng thời cũng tự đào hố chôn mình. Điền Văn đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt có lúc đỏ như máu, có lúc đen như mực. Hắn bị đau mắt sao? Đây là điều không thể tin được, dù sao hắn cũng là một trong 4 cậu chủ chiến quốc, hơn nữa còn là cao thủ thiên cảnh, sao có thể bị bệnh được? Nhưng lúc này, sự thật đã bày ra trước mắt, không chỉ trong mắt hắn xuất hiện tia đỏ, mà trên người cũng xuất hiện. Như thể vô số con rết đỏ đang trườn trên cơ thể hắn. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Điền Văn nhìn những tia đỏ chuyển động trên da, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu chủ, người của cậu chủ Vinh Kỳ đang đợi ở cửa. Một người tỳ nữ bước vào phòng Điền Văn, vừa ngẩng đầu lên nhìn Điền Văn, cô ta đã hét lớn, hai mắt trợn tròn. Theo lý mà nói, tỳ nữ bên cạnh Điền Văn cũng có tu vi đế cảnh, không phải phụ nữ bình thường, đáng lẽ không nên thất lễ như vậy mới phải. Nhưng lúc này, cô ta đã không thể khống chế được cảm xúc của mình. Sao thế? Điền Văn quay lại nhìn tỳ nữ. Bởi vì ánh mắt của cô ta nói với hắn rằng cô ta đã nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Từ lúc trở về từ Minh Hà đã gần nửa năm, nhưng vẫn không có tin tức gì về Tiêu Chính Văn. Có lẽ anh đã trở thành một trong hàng ngàn cái xác trôi trên Minh Hà rồi. Bên phía đế khư cũng yên tĩnh đến kỳ lạ, hôm nay là ngày Ngụy Vinh Kỳ phái người tới bàn chuyện hợp tác với Điền Văn. Dù sao Điền Văn cũng đã đột phá đến thiên cảnh, mà Ngụy Vinh Kỳ vẫn ở cảnh giới đế quân. Sau nhiều lần thương lượng, lãnh đạo cấp cao của nước Ngụy và nước Tề cuối cùng đã quyết định liên hôn với nhau, để giải quyết những mâu thuẫn trước đây. Đối tượng kết hôn là Ngụy Võ Hầu ở nước Ngụy và Tần Lương Ngọc ở đế khư. Ngụy Võ Hầu nắm giữ toàn bộ nước Ngụy, mặc dù không phải vua một nước, nhưng địa vị cũng không khác gì vua. Về thực lực, Ngụy Võ Hầu sắp đột phá lên thiên cảnh, trở thành cường giả thiên cảnh duy nhất ở nước Ngụy. Ngay cả Điền Văn cũng phải thán phục người này, nếu không phải vì lấy được khí tức của rồng trong người Tiêu Chính Văn thì đám người Điền Văn cũng không thể đột phá lên thiên cảnh. Sở dĩ Tần Lương Ngọc được chọn là vì một mặt để thăm dò xem Điện Thần Long có khuất phục hay không, mặc khác ai cũng biết Ngụy Võ Hầu là một kẻ lập dị. 4 người vợ trước của ông ta đều biến mất một cách bí ẩn, nên đương nhiên nước Tề sẽ không dùng người của mình để liều mạng. Điền Văn nhìn tỳ nữ của mình với vẻ không hiểu, nói đi. Cô sợ cái gì, cậu chủ, tóc cậu vừa biến thành màu đỏ, hơn nữa, còn rỉ máu, cậu không có cảm giác gì sao? Tỳ nữ nói với vẻ mặt tái mét. Cái gì? Điền Văn nhíu mày, sờ tóc của mình. Quả nhiên vừa chạm vào tóc, tay Điền Văn cảm thấy ươn ướt. Hắn nhìn lại tay mình, bên trên thật sự đỏ như máu. Điền Văn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn chắc chắn đó không phải máu của mình, bởi vì mùi hôi thối đó giống hệt mùi hôi thối của những xác chết trôi trên Minh Hà. Điền Văn càng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Hơn nữa còn xảy ra vấn đề nào đó vô cùng nghiêm trọng. Đi,
nói với người của Ngụy Vinh Kỳ rằng tôi có việc gấp cần ra ngoài, vài ngày nữa mới về, cô hãy tiếp đãi bọn họ cho chu đáo. Nói xong, Điền Văn nhanh chóng đi về phía Tây Vực. Lúc này, bên phía Thánh Giáo Đình, Chaos cũng đã hấp thụ hoàn toàn khí thức của rồng trong cơ thể Tiêu Chính Văn, thực lực của gã đã được nâng lên rất nhiều, trở thành người mạnh nhất trong năm người. Nhưng gã cũng giống Điền Văn, gặp phải vấn đề lớn. Vừa đến cổng Thánh Giáo Đình, Điền Văn đã phát hiện mình không phải người duy nhất đến đây, mà ngay cả Khổng Tề Thiên cũng đến. Ông cũng xảy ra chuyện sao? Điền Văn nhíu mày nhìn Khổng Tề Thiên. Nhìn từ bề ngoài, Khổng Tề Thiên lúc này không có gì không ổn, nhưng ông ta nhanh chóng chạy đến Tây Vực tìm Chaos vào lúc này cũng đủ để chứng minh vấn đề. Khổng Tề Thiên nghiến răng, cởi áo ra, quay lưng về phía Điền Văn. Vãi trưởng nhìn thấy tia máu dày đặc trên lưng Khổng Tề Thiên, Điền Văn liền hít sâu một hơi. Khác với Điền Văn, lưng của Khổng Tề Thiên gần như đang rỉ máu. Những vết máu kia có màu đỏ sẫm, hơn nữa còn có mùi hôi thối nồng nặc. Chỗ thịt xung quanh tia bắt đầu mưng mủ. Khổng Tề Thiên là cao thủ thiên cảnh, đao kiếm không thể khiến ông ta bị thương. Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng bước đến chỗ ở của Chaos. Lúc này, Chaos cũng đang ngồi yên với vẻ mặt nghiêm túc. Chaos, cậu, Khổng Tề Thiên còn chưa kịp nói xong, Chaos đã để lộ cánh tay ra ngoài. Có vài lỗ máu đã thối rữa trên cánh tay của gã, hơn nữa, trong lỗ máu còn có giỏi đen đang bò lúc nhúc. Điền Văn và Khổng Tề Thiên thấy vậy vô cùng buồn nôn. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên quay lại đó xem đã có chuyện gì xảy ra. Khổng Tề Thiên tái mặt nói. Mọi người đều xuất hiện tình trạng khác nhau, điều đó có nghĩa nhất định phải có vấn đề gì đó. Và lại, mặc dù nhìn có vẻ như vấn đề của bọn họ khác nhau, nhưng có một điểm chung là tiêm máu. Quả thực không ổn rồi, Chaos nghiêm mặt nói. Chương 4460 cho dù là Thánh Giáo Đình hay ở phương Đông, tinh huyết là thứ quan trọng nhất, phương thức hiến tế tinh huyết lại còn nhiều hơn, nhất định phải có một mối liên hệ nào đó không muốn cho người khác biết. Mà chúng ta nhìn thấy máu đen trong Minh Hà, có thể là từ tinh huyết của những xác chết trôi nổi đó. Chaos trầm ngâm nói thêm. Thánh Giáo Đình có ghi chép về sự hiến tế tinh huyết nhiều hơn ở Đông Phương, mà máu đỏ sẫm đã ngâm trong Minh Hà hàng ngàn năm, vẫn không tan biến, chỉ có một khả năng, đó là hồ tinh huyết. Dù là nam hay nữ, người bình thường hay cường giả có võ thuật đỉnh cao như bọn họ, tinh huyết cũng vô cùng hạn chế, mãi đến khi họ chết đi, tinh huyết mới chảy ra khỏi cơ thể trong vòng 7-7-49 ngày. Cũng chính vì tinh huyết bị rút cạn nên xác chết mới bắt đầu thối rữa. Mà những xác chết trôi nổi đó vẫn chưa phân hủy hoàn toàn sau hàng nghìn năm, điều này càng chứng minh suy đoán của Chaos. Nói rất có lý, nếu không, những cái xác trôi nổi trong Minh Hà hàng nghìn năm đã hóa thành xương, chứ không thể vẫn còn da thịt. Khổng Tề Thiên cũng lên tiếng. Điền Văn nói với vẻ mặt nghiêm trọng, chuyện này tạm thời cần giữ bí mật với bên ngoài, chúng ta có thể âm thầm cử người đi điều tra, đến khi tìm ra nguyên nhân mới hành động vẫn chưa muộn. Thân phận và địa vị của bọn họ rất quan trọng trong số các thế lực, đặc biệt là sau khi họ đã đột phá được thiên cảnh thì càng trở thành thành viên cốt lõi của tất cả các thế lực. Một khi tin tức bị dò dỉ, chắc chắn sẽ khiến lòng người dậy sóng. Mà điều khiến Điền Văn khó hiểu nhất là với thực lực của bọn họ thì những vật bình thường sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể bọn họ, ngay cả da thịt cũng không thể làm bị thương. Nhưng bây giờ, hầu như bọn họ đều gặp phải vấn đề lớn, da thịt thậm chí còn bắt đầu lở loét. Điều này chứng tỏ thứ họ gặp phải không hề đơn giản. Tạm không nói đến Khổng Tề Thiên, chỉ riêng đám người Điền Văn tương đương với 7 anh hùng chiến quốc, bọn họ đều có huyết mạch của Long tộc. Mặc dù mỏng manh, nhưng máu của họ cũng tuyệt đối không phải là thứ có thể bị máu độc thông thường làm hại. Vì vậy càng nghĩ thì mọi người lại càng cảm thấy chắc hẳn phải có một thứ đáng sợ nào đó bên trong Minh Hà mà ngay đến bọn họ cũng không biết rõ. Ở một diễn biến khác, sứ giả của Ngụy Vinh Kỳ đã vội đến Đế Khư sau khi Điền Văn rời đi. Nhìn thấy lá cờ Ngụy tung bay trong gió, Lý Bạch dẫn người đi về phía trước với vẻ mặt không mấy thiện cảm, mọi người trong cả Đế Khư đều cảm nhận được một luồng áp lực chưa từng có. Trong nửa năm nay, chưa hề có bất cứ tin tức nào về Tiêu Chính Văn, các thế lực khắp nơi gần như đang ngấm ngầm nhòm ngó vùng đất thánh địa Đế Khư này. Có vẻ như Tiêu Chính Văn đã chết chắc rồi, nhưng trên thực tế, ngay sau khi đám người Điền Văn rời khỏi Đế Khư, bên phía Tiêu Chính Văn đã gửi tin tức trở lại.
Chương 4461 hơn nữa còn thông báo với mọi người rằng, bây giờ anh đã bình an vô sự, không cần phải lo lắng cho anh, còn dặn dò đám người Tần Lương Ngọc tăng cường tập luyện và không phản hồi bất kỳ bình luận nào từ giới bên ngoài. Vì vậy, cho đến nay, toàn bộ điện Thần Long vẫn yên tĩnh đến bất ngờ, như thể Tiêu Chính Văn đã thật sự mất mạng, ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi lời chế giễu và thù địch từ giới bên ngoài. Nhưng lần này lại không như trước, sứ giả của Ngụy Vinh Kỳ dẫn theo đoàn quân xe hùng hậu, cùng với một cao thủ ở cảnh giới đế quân đỉnh cao, đi đầu áp trận đoàn đội. Mấy người Lý Bạch buộc phải chủ động chặn họ lại ở bên ngoài đế khư. Các vị, có chuyện gì thế? Lý Bạch vươn tay ra, chặn xe ngựa của người đi đầu lại và lạnh lùng hỏi. Ngay sau đó, một đàn ông trung niên mặc quần áo thời chiến quốc nhảy ra khỏi xe ngựa, chắp tay nói với Lý Bạch, tôi là Ngụy Báo. Tôi đến đây để bàn chuyện hôn sự với Điện Thần Long. Hôn sự, Lý Bạch không khỏi khẽ nhíu này nói, hôn sự gì? Ngụy Báo bình tĩnh liếc nhìn đế khư, bây giờ Tiêu Chính Văn đã chết, toàn bộ Điện Thần Long cũng đã trở thành miếng thịt cho mọi người tàn sát. Đừng trông ông ta như một tay sai dưới trướng Ngụy Vinh Kỳ mà lầm, ông ta cũng là cao thủ cảnh giới đế quân đấy. Đánh tan một Điện Thần Long nhỏ bé thì không thành vấn đề. Vì vậy, ông ta hoàn toàn coi thường đám người Lý Bạch trước mặt, kiêu ngạo nói, đương nhiên không phải là kết hôn với ông, phiền đi thông báo với thành chủ Tần để bàn chuyện chi tiết. Thông báo Tần Lương Ngọc, chẳng lẽ, Lý Bạch nghe thấy những lời này, sắc mặt lập tức trở nên u ám, còn phải hỏi nữa sao? Đối tượng kết hôn mà đám người Ngụy Báo nói là Tần Lương Ngọc. Trước khi Lý Bạch nổi giận, một giọng nữ lạnh lùng vang lên phía sau ông ta, sao, Ngụy Vinh Kỳ muốn cầu hôn tôi à? Thật ra, từ lúc tin tức của Tiêu Chính Văn ở Minh Hà được truyền lại cho Đông Vực, Tần Lương Ngọc đã đoán được bốn cậu chủ chiến quốc chắc chắn sẽ ra tay với đế khư, nhưng bà ta không ngờ, đối phương lại dùng cách này để làm Điện Thần Long tan rã từng bước một. Thành chủ Tần nói đùa rồi. Mặc dù cô là thành chủ của thành Đại Phong, nhưng vẫn kém xa cậu chủ nhà tôi 108.000 dặm. Ngụy Báo cười khẩy, nói với giọng điệu chế nhạo. Láo xược, Từ Huy Tổ vừa nói, vừa cầm lấy cây giáo dài, tiến lên một bước, tư thế như muốn đòi lại công bằng với Ngụy Báo. Từ Huy Tổ, ông tốt hơn hết đừng làm bừa. Bây giờ Tiêu Chính Văn đã không còn nữa, mấy kẻ hết thời như các người, còn tưởng mình là nhân vật lớn thật sao? Ngụy Võ Hầu là người đứng đầu dưới trướng của cậu chủ nhà tôi, ông ta chịu lấy Tần Lương Ngọc đã nể mặt các người lắm rồi. Bằng không, chỉ cần trong tích tắc, chưa nói đến quyền sở hữu của đế khư, chỉ riêng Điện Thần Long các người cũng sẽ bị quét sạch trong nháy mắt. Chương 4462 nói cho các người biết, Ngụy Báo tôi không phải đến để hỏi ý kiến của các người, mà chỉ muốn báo cho các người nhận của hồi môn để chuẩn bị hôn lễ. Ngụy Báo vừa dứt lời, khí tức tỏa ra. Uy thế của đế cảnh cấp 9 lập tức bao trùm khắp đế khư. Không những Từ Huy Tổ bị ép đến mức không thể động đậy, ngay cả trán của Tần Lương Ngọc cũng toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ các người không sợ, ức hiếp Điện Thần Long chúng tôi như vậy, cậu chủ Điền Văn sẽ tính sổ với các người sao? Tần Lương Ngọc nghiến răng hỏi. Ha ha, Ngụy Báo nghe vậy, cười nghiêng ngả nói, hỏi hay lắm. Nói thật cho cô biết, kết hôn là kết quả thương lượng giữa nhà họ Khổng, Điền Thị và Ngụy Thị. Ngay khi lời này vừa thốt ra, không chỉ đám người Từ Huy Tổ và Lý Bạch đều sửng sốt, mà ngay cả Tần Lương Ngọc cũng thầm kinh ngạc. Không cần hỏi, mấy nhà bọn họ đã thương lượng xong nên phân chia đế khư như thế nào rồi. Nói cách khác, Điện Thần Long đã bị đám người Điền Văn bán đứng cho Ngụy Vinh Kỳ, chỉ cần Tần Lương Ngọc bị gả cho nước Ngụy, sức mạnh của Điện Thần Long sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó, đám người Điền Văn sẽ lấy cớ bảo vệ Điện Thần Long để đóng quân vào đế khư. Mặc dù Tần Lương Ngọc đã đoán được âm mưu của đám người Điền Văn, nhưng bà ta vẫn cố giữ bình tĩnh nói, ai có thể chứng minh những gì ông nói là thật. Tôi, đúng lúc này, Điền Văn người đang mang theo đôi mắt đỏ ngầu, cũng đi đến bầu trời đế khư. Cậu không phải là người của Điện Thần Long, dựa vào đâu mà quyết định thay cho tôi? Tần Lương Ngọc lạnh lùng hỏi. Điều này không chỉ là ý của cậu chủ Điền Văn, mà còn là ý của nhà họ Khổng chúng tôi. Khổng Tề Thiên vừa nói vừa đi đến với màn ánh sáng dưới chân. Bây giờ, bọn họ đã đột phá đến thiên cảnh, địa vị ở Đông Vực lại càng vươn xa hơn. Thậm chí ngay cả Vạn Kiếm Cốc xuất thế chưa được bao lâu cũng đã cử người đích thân đến để chúc mừng. Mà Vạn Kiếm Cốc là một thế lực vô cùng cổ xưa ở vùng ngoài lãnh thổ,
hơn nữa còn là sự tồn tại có địa vị chỉ đứng sau Tam Hoàng Ngũ Đế. Lão cốc chủ của Vạn Kiếm Cốc rất thần bí và khó đoán. Lại có bốn cao thủ thiên cảnh trấn giữ Vạn Kiếm Cốc. Địa vị của họ ở Đông Vực cũng giống như năm đại danh sơn một thời ở Thế Tục. Không phô trương, nhưng lại bí mật điều khiển hầu hết cả võ tông. Ồ, ý của nhà họ Khổng ư? Tần Lương Ngọc, tôi không phải là thuộc hạ của nhà họ Khổng, nhưng tôi rất tò mò, các người có tư cách gì để làm như vậy? Tần Lương Ngọc cười nhạt nhìn hai người họ. Đông Vực đều kính trọng nhà họ Khổng, các người đang ở Đông Vực thì phải nghe lời nhà họ Khổng. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Chính Văn đã chết, điện thần long của các người độc chiếm đế khư chắc chắn sẽ khiến người ngoài nhòm ngó. Chương 4463, nói cách khác, chúng tôi cũng chỉ nghĩ đến sự an toàn của các người thôi. Chỉ cần cô gả cho Ngụy Võ Hầu, thì sẽ được Ngụy Thị công nhận và bảo vệ. Khổng Tề Thiên nói với giọng điệu không thể nghi ngờ. Vậy nếu tôi không làm theo thì sao? Tần Lương Ngọc nói. Hai, thành chủ Tần, cô cũng là người thống trị thành Đại Phong, chắc có thể thấy được tình hình hiện tại, kẻ thù của Tiêu Chính Văn quá nhiều. Nếu không có chúng tôi bảo vệ, e rằng các người sớm đã bị người của đế vương cắt xé thành mảnh vụn rồi. Cho nên, tôi khuyên thành chủ Tần tốt nhất đừng vội hành động, nếu không hậu quả khó lường. Điền Văn lạnh lùng uy hiếp. Tần Lương Ngọc nghiến răng nói, có phải tôi có thể nghĩ rằng Điền Văn đang đe dọa tôi? Không không. Điền Văn xua tay nói, tôi chỉ không mong bà đưa ra quyết định sai lầm. Hơn nữa tôi đã bảo người thông báo chuyện này đến các tông môn lớn rồi. Nếu thành chủ Tần khiến tôi mất hết mặt mũi, e là tôi cũng không thể bảo vệ an toàn cho đế khư. Đây đúng là một lời đe dọa công khai. Sự thật cũng đúng như Điền Văn nói, hầu hết các tông môn đều nhận được tin tức này. Nhưng hoàn toàn ngược lại với những gì Điền Văn nói. Các tông môn lớn nhận được tin tức là Tần Lương Ngọc chủ động bắt tay với Ngụy Vinh Kỳ, còn chủ động đề nghị gả cho Ngụy Võ Hầu. Nghe được tin tức này, Thanh Liên lập tức nhíu mày. Tần Lương Ngọc lại muốn gả cho Ngụy Võ Hầu sao? Ông lão Thiên Tinh thở dài nói, đây hẳn là hành động không còn đường lui của bà ta, sau khi Tiêu Chính Văn chết, Điện Thần Long bị cả Đông Vực cô lập ở đế khư. Nhà họ Khổng và Điền Tề lại đang lăm le mảnh đất thánh đế khư này nên muốn bảo vệ Điện Thần Long thì cách duy nhất của bà ta là mượn sức của Ngụy Vinh Kỳ đã từng kết giao với nhà họ Khổng. Nghe thế Thanh Liên vẫn cảm thấy ngờ vực, cho dù thế nào bà ta cũng không thể tin được Tần Lương Ngọc sẽ gả cho Ngụy Võ Hầu. Dù muốn hy sinh hạnh phúc của đời mình thật thì Ngụy Võ Hầu cũng không phải là sự lựa chọn đúng đắn, so ra thì trong Đông Vực còn có Vạn Kiếm Cốc. Mặc dù tông môn bình thường có thể chưa từng nghe đến cái tên Vạn Kiếm Cốc nhưng Tần Lương Ngọc là thành chủ, không thể nào không biết. Bây giờ bà ta lại bỏ gần tìm xa muốn gả cho nhà họ Ngụy, chuyện này không hợp lý. Ngay khi Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh đã bàn luận về chuyện này thì một tin tức bùng nổ nữa truyền ra. Sau khi nhà họ Khổng và nhà họ Điền biết chuyện thì lập tức nổi giận, thậm chí còn công khai phái người đi chất vấn Tần Lương Ngọc. Tại sao lại không bàn với nhà họ Khổng và nhà họ Điền trước khi đưa ra quyết định? Các tông môn lớn ở Đông Vực bỗng chốc trở nên sôi nổi, có nhiều ý kiến với Tần Lương Ngọc. Điền Văn và nhà họ Khổng đã đồng ý bảo vệ Điện Thần Long rồi, bà ta còn cảm thấy không đủ nữa à? Chương 4464, hừ, theo tôi thấy người phụ nữ này hồng nhan họa thủy, dẫn nhà họ Ngụy từ đất Ngụy vào Đông Vực chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Đúng thế. Bây giờ có nhà họ Điền và nhà họ Khổng đảm bảo, ai dám đi gây chuyện với Điện Thần Long? Phụ nữ mà, không biết đủ. Các kiểu lời đồn nhanh chóng lan truyền, mũi giáo dư luận đều hướng về Tần Lương Ngọc. Khi tin tức này truyền vào thành Đại Phong, mọi người đều ngơ ngác. Chẳng phải thành chủ Tần vẫn luôn trung thành với cậu Tiêu sao? Sao lại đột nhiên muốn gả cho lão già Ngụy Võ Hầu đó? Tôi nghĩ bên trong chắc có vấn đề gì đó. Dù sao sau khi cậu Tiêu chết, Điện Thần Long luôn trong tình cảnh rối ren. Hừ, tôi nghĩ bà ta đang tìm đường lui cho mình thôi, gả cho Ngụy Võ Hầu là có thể đường đường chính chính rũ sạch mọi quan hệ với Điện Thần Long, dù Điện Thần Long có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến bà ta nữa. Mọi dư luận đều lan rộng khắp thành Đại Phong, thậm chí còn có xu hướng tăng lên. Chỉ có Thanh Liên sau khi nghe tin tức này càng xác định nghi ngờ của mình là đúng. Quả nhiên đám người Điền Văn đê tiện, mặt dày, nói rồi Thanh Liên đập tay xuống bàn đá trước mặt. Ồ, ý thành chủ là, ông lão Thiên Tinh quay sang nhìn Thanh Liên. Hừ,
bản tính của đám người Điền Văn không giấu được bà đây đâu. Nếu Tần Lương Ngọc muốn tìm người bảo vệ thì chẳng phải Vạn Kiếm Cốc có sức uy hiếp hơn nhà họ Ngụy sao? Bà ta cần gì phải bỏ gần tìm xa chứ? Hơn nữa Đông Vực không nằm trong phạm vi thế lực của nhà họ Ngụy, dù có lòng muốn bảo vệ cũng phí sức. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là Điền Văn và Khổng Tề Thiên đã bán đứng Điện Thần Long, đưa Tần Lương Ngọc đến đất Ngụy khiến bà ta trở thành thứ để Ngụy Võ Hầu đột phá thiên cảnh. Đổi lại nước Ngụy ngồi nhìn nhà họ Khổng và nhà họ Điền phân chia đế khư, khi nào cần thiết sẽ diễn một nhân vật bí ẩn, lấy máu tẩy rửa cả Điện Thần Long, nhổ cỏ tận gốc thế lực Tiêu Chính Văn để lại ngoài lãnh thổ. Thanh Liên vừa dứt lời, ông lão Thiên Tinh cũng phải há hốc mồm. Nhà họ Khổng và nhà họ Điền quả là thâm hiểm độc ác, cực kỳ không biết xấu hổ. Nhưng dù ông ta và Thanh Liên có nhìn thấu được tính toán của nhà họ Khổng thì có thể làm được gì? Tiêu Chính Văn đã chết, đám người Điền Văn lại đột phá thiên cảnh, bây giờ họ càng trở nên thấp cổ bé họng. Quan trọng hơn là bây giờ các tin đồn đều rất bất lợi với Tần Lương Ngọc, mà đám người Điền Văn và Khổng Tề Thiên lại rửa sạch tội lỗi. Tần Lương Ngọc, không ngại nói cho bà biết nếu bà không phục thì Điện Thần Long cũng không cần thiết phải tồn tại nữa, chuyến này Ngụy Báo có thể đến để định hôn, hoặc cũng có thể là một sức mạnh bí ẩn đến tẩy sạch đế khư. Điền Văn mỉm cười đe dọa. Chương 4465 nói rồi Ngụy Báo khai triển toàn bộ khí thế khiến cả Điện Thần Long đều bị bao trùm bên trong. Cùng lúc đó khí thức mạnh mẽ của Khổng Tề Thiên cũng lập tức phủ xuống, bề ngoài có vẻ là kết hợp với khí thức của Ngụy Báo để tạo ra thế cục đối lập nhưng thật ra là chặn hết đường lui của người Điện Thần Long. Bỗng chốc mọi lời đồn lại sôi trào. Lời nói của mọi người đều nghiêng về một phía. Điền Văn và Khổng Tề Thiên cũng chạy đến đế khư định ngăn Tần Lương Ngọc lại sau khi biết được tin tức này. Nhưng kết quả là gặp được sứ giả của nhà họ Ngụy ở đế khư, hai bên nhất thời dương cung bạt kiếm. Trên bầu trời đế khư, Tần Lương Ngọc cười mỉa nhìn Điền Văn nói, không hổ là Điền Văn, không hổ là đời sau của Khổng Thánh, thủ đoạn cũng thâm hiểm cay độc lắm. Hừ, thánh nhân cái quái gì chứ, từ đời Khổng Khưu. Nhà họ Khổng đã là một đám làm ra mấy loại chuyện xấu xa, Từ Huy tổ chế giễu tức giận mắng. Đúng lúc này Long Nguyệt sải bước đi đến cạnh Tần Lương Ngọc, thì thầm vài câu với bà ta. Nghe xong Tần Lương Ngọc cũng khá ngạc nhiên nhìn Long Nguyệt, một lúc sau mới quay sang nhìn đám người Điền Văn, được. Đã thế thì tôi làm theo các người. Nhưng các người đừng hối hận. Điền Văn cười nhạo, lắc đầu, chuyện này không cần thành chủ Tần nhọc lòng lo lắng. Mùng một tháng sau nhà họ Ngụy sẽ phái người đến đón dâu, lúc đó cậu chủ Vinh Kỳ sẽ đích thân làm chủ lễ cho bà. Nói rồi đám người Điền Văn phất áo rời đi. Về đến nơi ở của Điền Văn, Ngụy Báo mới cười nói với Điền Văn và Khổng Tề Thiên, vừa rồi cảm ơn hai vị đã giúp đỡ, sau khi về dĩ nhiên tôi sẽ báo chuyện này lại cho cậu chủ Vinh Kỳ. Quay về nói với cậu chủ Vinh Kỳ, chúng tôi đã thực hiện xong lời hứa, mong anh ta đừng nuốt lời. Tần Lương Ngọc thuộc về nhà họ Ngụy, còn đế khư thuộc về nhà họ Điền và nhà họ Khổng. Nếu cần gì, nhà họ Ngụy cứ ra tay tẩy sạch Điện Thần Long. Nhất định rồi. Ngụy Báo cười mỉa nói. Lúc này bên đế khư, mọi người vây quanh Long Nguyệt, Từ Huy Tổ nóng lòng nói, cô nói gì đi chứ, rốt cuộc cậu Tiêu là sao? Long Vương nói cho dù chúng đưa ra điều kiện gì cũng đều nghe theo, đến lúc đó dĩ nhiên sẽ có bất ngờ được đưa đến. Long Nguyệt vô cùng tự tin nói. Đất Ngụy vốn dĩ là một vùng trời độc lập với bốn khu vực ngoài lãnh thổ, nghe nói trong đất Ngụy có ẩn giấu rất nhiều bí mật cổ xưa. Thật ra không chỉ đất Ngụy ẩn giấu nhiều bí mật kinh thiên động địa mà trong số 6 nước chiến quốc ngoài nước Tần, 6 nước khác cũng đều có bí mật của mình, hơn nữa đều có liên quan đến Long tộc thượng cổ. Trong cung điện ở phía tây chính điện của đất Ngụy, Ngụy Vinh Kỳ và Ngụy Võ Hầu đang ngồi đối diện nhau. Bộp. Chương 4466 một con cờ rơi xuống, Ngụy Võ Hầu nhíu mày nói, cậu chủ, nếu chỉ đổi được một Tần Lương Ngọc, nước Ngụy chúng ta e là chịu thiệt rồi. Trong đế khư chắc chắn có bí mật kinh thiên động địa. Cậu chủ không thể vì một mình tôi mà khiến nước Ngụy bị tổn thất. Ngụy Vinh Kỳ lắc đầu, cầm một con cờ lên trong tay trầm giọng nói, đất Ngụy chúng ta độc lập với Đông Vực, muốn tranh giành đế khư nào có dễ. Nếu có thể khiến Võ Hầu đột phá thiên cảnh, ít nhất nước Ngụy chúng ta cũng có một phần, không đến mức để nhà họ Khổng và nhà họ Điền giành hết lợi ích. Thật ra Ngụy Vinh Kỳ sao lại không biết sự quan trọng của đế khư với nước Ngụy?
Nhưng đối mặt với nhà họ Khổng và Điền Tề, nước Ngụy không thể xen vào chuyện của Đông Vực, thế nên nhân cơ hội mở rộng thực lực của nước Ngụy cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Chỉ tiếc là cậu chủ không thể tu luyện trận pháp bí mật nuốt linh này, nếu không có thể khiến cậu chủ bước vào hàng thiên cảnh rồi, Ngụy Võ Hầu cảm thấy hơi tiếc nuối nói. Không sao, Ngụy Vinh Kỳ lại không để tâm nói, cho dù ông hay là tôi, bất kỳ ai đột phá thiên cảnh cũng đều có thể làm cho nước Ngụy có đủ sức mạnh đứng ở nơi bất khả chiến bại. Đừng thấy Ngụy Vinh Kỳ ân cần và khách sáo với Ngụy Võ Hầu mà lầm, cả nước Ngụy cũng chỉ có một mình ông ta có thể được hưởng vinh hạnh này. Dù sao có thể dựa vào cố gắng của bản thân cũng chưa chắc có thể đạt đến đế cảnh đỉnh cao khi chưa đến 500 năm. Thật ra tốc độ tiến bộ của ông vẫn vượt xa dự đoán của tôi, Ngụy Vinh Kỵ cảm thán nói. Cậu chủ quá khen rồi, tôi cũng chỉ may mắn thôi, nếu năm đó không nhờ cậu chủ tặng trận phổ của trận pháp bí ẩn nuốt linh cho tôi thì chỉ riêng khả năng lĩnh hội của tôi, rất khó để đi đến bước đường hôm nay. Nói rồi Ngụy Võ Hầu lại đánh một con cờ xuống, vẻ mặt vô cùng khiêm tốn nói. Trận phổ là chết, người là sống. Thật ra trận pháp nuốt linh không phải là bí mật trong vương thất đại Ngụy, trước đó cũng đã từng truyền cho mấy người rồi, nhưng họ đều khiến tôi rất thất vọng. Chỉ có một mình ông có thành tựu như hôm nay, có thể nói chưa đến 500 năm mà đã sắp bước vào thiên cảnh, ông là người đầu tiên từ trước đến nay. Ngụy Vinh Kỳ lại khen ngợi. Với thân phận và địa vị của hắn không cần phải cung kính với bất kỳ ai, nhưng Ngụy Võ Hầu quả thật khiến hắn rất bất ngờ. Không dám, không dám. Thế giới rộng lớn có rất nhiều người tài giỏi, tôi chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi, Ngụy Võ Hầu khiêm tốn nói. Ý ông là đám người Điền Văn sao? Nói đến hai chữ Điền Văn, ánh mắt Ngụy Vinh Kỳ hiện lên vẻ khinh thường. Cậu chủ, thuộc hạ biết rõ với khả năng lĩnh hội của cậu, từ trước đã có đủ tư cách xem thường đám người Điền Văn, nhưng theo tin tức đáng tin cậy, chuyến đi đến Minh Hà lần này của họ hình như đã có được một sức mạnh bí ẩn nào đó. Chương 4467 cậu chủ không thể xem thường đám người Điền Văn, dù sao đến giờ cũng không biết được rốt cuộc chúng đã trải qua những gì ở Minh Hà, Ngụy Võ Hầu cẩn trọng nói. Sở dĩ ông ta có thể có được ngày hôm nay một phần là do khả năng lĩnh hội hơn người, mặt khác là bản thân ông ta cẩn trọng từng chút. Người xưa thường nói, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm, thế giới này quá rộng lớn đến nỗi những người sống mấy trăm năm như họ cũng chỉ hiểu được một góc của thế giới này thôi. Hơn nữa chuyến đi Minh Hà ngoài đám người Điền Văn, thậm chí ngay cả người hầu đi theo họ cũng đều bị giết. Theo lý tổn thất nhiều cao thủ đế cảnh như thế thì các thế lực phải có phản ứng rất lớn mới đúng, nhưng thoáng chốc đã nửa năm trôi qua mà dù là Điền Văn hay nhà họ Khổng, thậm chí là Thánh Giáo Đình cũng không nhắc đến một chữ về chuyện này. Chứng tỏ thật ra ngay từ đầu, các cao thủ đế cảnh đó đã trở thành vật hy sinh của đám người kia. Mà đám người Điền Văn trở về từ Minh Hà chưa đến 3 ngày đã lần lượt đột phá thiên cảnh, điều này càng khiến người ta cảm thấy nghi ngờ. Hừ, sức mạnh bí ẩn. Nếu đúng là thế thật thì đám người kia càng không có gì đáng lo rồi. Ngụy Vinh Kỳ cười nhạo nói, mượn sức mạnh bên ngoài trước giờ đều là điều cấm kỵ, rèn sắt còn phải biết lượng sức, thực lực của bản thân không tương xứng, chỉ dựa vào ngoại lực thì cuối cùng cũng chẳng ra làm sao cả. Ngược lại là ông. Hoàn toàn dựa vào khả năng lĩnh hội của mình, đột phá thiên cảnh cũng là có 102 trên thế giới này, ngay cả thời kỳ Tiên Tần cũng không có nhiều thiên tài như ông. Cho dù là Bạch Khởi hay Hạng Vương, thậm chí là mấy nhân vật tầm cỡ danh tiếng vang khắp nơi thì đều đột phá đến cảnh giới cực cao thiên cảnh này ở tuổi 7-800 thôi. Cho dù tôi đột phá, cũng là sau đám người Điền Văn, thuộc hạ vẫn chưa thể mang hào quang về cho nhà họ Ngụy, sắc mặt Ngụy Võ Hầu trở nên khó coi thở dài. Lúc đầu ông ta nghĩ bản thân chắc chắn sẽ là cường giả đầu tiên bước vào thiên cảnh trong gần 100 năm, đến lúc đó thậm chí ông ta có khả năng đấu với Tử Dư. Nước Ngụy cũng nổi lên, vượt xa năm nước còn lại, thậm chí có thể khiến nước Tần nhìn nước Ngụy với con mắt khác. Nhưng không ngờ đám người Điền Văn lại đột phá trước ông ta một bước. Chưa kể chúng vốn dĩ đã có ưu thế cực lớn, ai nấy đều mang trong mình khí tức của rồng, chỉ riêng lần đột phá này đã có vấn đề rồi. Nếu không phải chúng nhờ vào ngoại lực thì ít nhất trong vòng 200 năm không có ai có thể đạt đến thiên cảnh. Giọng nói của Ngụy Vinh Kỳ còn chứa ý khinh thường. Đừng thấy đám người Điền Văn đã đạt đến thiên cảnh mà lầm, Ngụy Vinh Kỳ đừng đánh nhau với họ,
Xét về thực lực hai anh em Điền Văn hợp sức lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Riêng điểm này đã không khó để đoán ra họ không chỉ cách thiên cảnh một chút thôi đâu. Ngược lại đi một chuyến đến Minh Hà quay về, tu vi lại đột nhiên tăng vọt, thậm chí bỏ xa Ngụy Vinh Kỳ mấy con phố, chắc chắn bên trong có vấn đề, Ngụy Vinh Kỳ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được 80-90%. Thế nên lúc Ngụy Võ Hầu nhắc đến đám người Điền Văn, Ngụy Vinh Kỳ lại càng xem thường họ. Có thể nói con đường mà Ngụy Võ Hầu đi có vài phần tương đồng với Tiêu Chính Văn. Hai người họ đều không có lai lịch gì lớn, càng không có sự thiên vị về tài nguyên. Hơn nữa điều khiến Ngụy Vinh Kỳ bất ngờ là lúc đầu Ngụy Võ Hầu còn không có thiên phú gì hơn người, chỉ có thể nói là một người cực kỳ bình thường trong hàng chục triệu người dân họ Ngụy. Ngụy Vinh Kỳ thậm chí còn nghĩ đến cuối đời người như Ngụy Võ Hầu cùng lắm chỉ có thể đạt đến cảnh giới nhân hoàng thôi, thậm chí không bao giờ đột phá được đế cảnh. Nhưng không ngờ 500 năm trôi qua, bây giờ gặp lại, Ngụy Võ Hầu lại cho hắn một bất ngờ lớn đến thế. Còn nữa, hình như người của Vạn Kiếm Cốc đang theo dõi ông phải cẩn thận hơn. Nhưng lúc ông đột phá, tôi cũng sẽ dồn sức bảo vệ ông, cả nước Ngụy đều không tiếc sức lực ủng hộ ông. Hôn lễ không lâu sau đó cũng sẽ trở thành một lễ cưới náo nhiệt nhất trong hàng trăm năm ở ngoài lãnh thổ, Ngụy Vinh Kỳ hứa với Ngụy Võ Hầu. Cho dù Ngụy Võ Hầu có phải là người đầu tiên đạt đến thiên cảnh trong 100 năm hay không, nước Ngụy có được một cường giả thiên cảnh bước ra từ người dân thường cũng đã đủ để khoe khoang khắp vùng ngoài lãnh thổ rồi. Với thân phận của Ngụy Vinh Kỳ, dĩ nhiên sẽ không đi tranh giành hư vinh giống nhị thế tổ trong thế tục, hắn dốc sức ủng hộ Ngụy Võ Hầu cũng có suy nghĩ của hắn. Cho dù là ngoài lãnh thổ hay thế tục, cuối cùng vẫn là người bình thường chiếm đại đa số, hôm nay của Ngụy Võ Hầu chính là ngày mai của vô số người bình thường. Có một tấm gương như Ngụy Võ Hầu, nước Ngụy có thể thu nhận được một lượng tín đồ lớn ở ngoài lãnh thổ, nhờ đó có thể mở rộng thanh danh của nước Ngụy. Nghe thế Ngụy Võ Hầu cũng gật đầu. Thật ra bản thân ông ta cũng đã có tính toán riêng, thà hấp thụ tinh huyết của Tần Lương Ngọc để đột phá thiên cảnh trong ngày cưới trước mặt các thế lực và người trên thế giới còn hơn là âm thầm lặng lẽ đột phá thiên cảnh. Khi ông ta nói ra suy nghĩ của mình, Ngụy Vinh Kỳ trầm tư hồi lâu rồi cũng gật đầu nói kế sách này hay đấy. Để người trong thiên hạ tận mắt chứng kiến, đến lúc đó danh thế của nước Ngụy chắc chắn sẽ tăng lên. Có thể tận tâm vì cậu chủ là vinh hạnh của thuộc hạ, Ngụy Võ Hầu ôm quyền nói. Ngụy Vinh Kỳ gật đầu, tốt, đợi ngày ông đạt đến thiên cảnh, tôi và ông hợp sức với nhau đánh đến Đông Vực, tranh cao thấp với nhà họ Khổng. Nghe hắn nói thế, Ngụy Võ Hầu như hơi tiếc nuối nói, nếu Tiêu Chính Văn vẫn còn sống thì hấp thụ tinh huyết của hắn có lẽ sẽ tốt hơn Tần Lương Ngọc. Ồ, tại sao lại nói thế, Ngụy Vinh Kỳ hơi ngạc nhiên hỏi. Hắn nghĩ Tiêu Chính Văn chẳng qua là cao siêu hơn mọi người về quyền thuật, sức chiến đấu thực tế chưa chắc có thể so được với Tần Lương Ngọc. Thế nên Ngụy Vinh Kỳ cũng luôn cho rằng Tiêu Chính Văn không mạnh. Hơn nữa hắn nghĩ hôm đó Tiêu Chính Văn ra mặt, ngay cả cậu chủ nước Ngụy là hắn cũng xấu hổ thay đám người Điền Văn. Đường đường là Điền Văn mà lại bị vãn bối trong thế tục xoay vòng vòng. Còn giết cảnh vệ của mình trước mặt mọi người, mặt mũi của cậu chủ chiến quốc sắp mất sạch rồi. Cậu chủ, thật ra cậu xem thường Tiêu Chính Văn quá rồi, cậu từng nghĩ đến điều này chưa? Hắn và tôi đều xuất thân thấp kém, không có chỗ chống lưng nhưng hắn có thể đột phá đế cảnh trong thời gian ngắn giống tôi. Thậm chí so với hắn, ngay cả thành tựu hiện giờ của tôi cũng không đáng để kiêu ngạo, dù sao căn cốt của hắn cũng chưa đến 30 tuổi. Nếu không phải hắn không biết nhẫn nhịn, đắc tội với quá nhiều thế lực thì 100 năm sau, e là vùng ngoài lãnh thổ lại có thêm một ngôi sao mới đang lên. Đến lúc đó có lẽ hắn sẽ trở thành cao thủ đầu tiên bước vào thiên cảnh sau tôi. Ngụy Võ Hầu đưa ra đánh giá tự cho là vô cùng chắc chắn, nhưng ông ta đâu biết Tiêu Chính Văn chưa chết, hơn nữa sức mạnh của anh đã vượt xa ông ta từ lâu rồi. Nếu ông đã hiểu rõ hắn như thế, tại sao không nói sớm? Tôi cũng dễ dàng bắt hắn hiến tế cho ông, Ngụy Vinh Kỳ ngang ngược nói. Cho dù trước đây chiến tích của Tiêu Chính Văn thế nào, Ngụy Vinh Kỳ cũng có tự tin có thể dễ dàng hạ gục được Tiêu Chính Văn. Cậu chủ, ngộ nhớ cậu bắt được hắn thật thì e là tôi không bao giờ có cơ hội đột phá thiên cảnh, Ngụy Võ Hầu mỉm cười nói. Nghe thế Ngụy Vinh Kỳ quay sang nhìn Ngụy Võ Hầu, sau đó hiểu được hàm ý trong lời nói của ông ta. Nếu không nhờ Tiêu Chính Văn thu hút sự chú ý của mọi người,
Tử Cống và Tử Dư không thể ngồi yên nhìn Ngụy Võ Hầu thuận lợi đột phá. Có thể nói Tiêu Chính Văn đã giúp cho Ngụy Võ Hầu rất nhiều. Ngụy Vinh Kỳ nghe thế, khẽ gật đầu nói, ông nói đúng lắm, nếu Tiêu Chính Văn có thể khiêm tốn hơn, thì sau này sẽ có rất ít người có thể vượt qua anh ta. Đáng tiếc, anh ta không biết kiềm chế, ngược lại còn quá phô trương, bây giờ, chỉ có thể dùng Tần Lương Ngọc để giúp ông đột phá thôi. Thật ra mục tiêu của Ngụy Vinh Kỳ vốn không phải là Tiêu Chính Văn, lại càng không phải là Tần Lương Ngọc, mà là đám người Điền Văn. Sở dĩ trước đây hắn cho quân tấn công Đông Vực là muốn bắt sống Điền Văn hoặc Khổng Tề Thiên, nhưng không may, giữa chừng lại xuất hiện tên Tử Cống, làm hỏng mất toàn bộ kế hoạch của hắn. Nhưng bây giờ, đám người Điền Văn đã đột phá tới thiên cảnh, hắn không thể một mình đối phó được nữa, vì vậy, chỉ có thể rút lui. Ngược lại Ngụy Võ Hầu lại cảm thấy ăn tươi nuốt sống Tần Lương Ngọc mới là lựa chọn tốt nhất của ông ta, dẫu sao địa vị của Tần Lương Ngọc ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không cao, cho dù có ăn tươi nuốt sống bà ta cũng không gây ra sóng gió nào. Không giống như Tiêu Chính Văn gây chú ý như vậy, hơn nữa, quan trọng hơn cả là trực giác mách bảo Ngụy Võ Hầu rằng Tiêu Chính Văn trông có vẻ yếu ớt, nhưng thực tế lại là một người rất nguy hiểm. Suy cho cùng, Tiêu Chính Văn đã là một truyền kỳ. Không nói đến việc Tiêu Chính Văn lớn lên ở thế tục, cho dù đám con cháu của gia đình quý tộc lớn lên ở vùng ngoài lãnh thổ từ nhỏ thì liệu có mấy ai làm được chuyện lội ngược dòng như anh. Trên người Tiêu Chính Văn chắc chắn có bí mật không thể cho người khác biết. Nhưng Ngụy Vinh Kỳ lại không quan tâm điều này, điều hắn muốn là Ngụy Võ Hầu trở thành một trong số ít cao thủ thiên cảnh của vùng ngoài lãnh thổ. Giúp cho nước Ngụy có quyền phát ngôn nhất định ở vùng ngoài lãnh thổ. Nói cách khác, bây giờ các cao thủ hàng đầu của tất cả các thế lực đều bị mắc kẹt trong chiến trường ở ngoài vũ trụ, thiên cảnh đã là cảnh giới cao nhất của vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ cần nước Ngụy có cao thủ thiên cảnh trước những nước khác, thì có thể đạt được nhiều lợi ích. Thật ra, sau hàng ngàn năm chiến đấu gian khổ, các lãnh đạo cấp cao của các thế lực đã mơ hồ đạt được sự nhất trí, sớm muộn gì chiến trường ở ngoài vũ trụ cũng sẽ bị công phá. Khi các thế lực ở ngoài vũ trụ tấn công vùng ngoài lãnh thổ, thế lực bên nào mạnh hơn, hay nói cách khác, bên nào có đủ tiền cược trong tay, thì bên đó có thể cười đến phút cuối. Tuy nhiên thế lực có khả năng thống lĩnh vùng ngoài lãnh thổ là Thiên Đạo Minh Ước và Đế Vương Các ngược lại sẽ bị loại bỏ hoàn toàn một cách kiên quyết và dứt khoát. Mục tiêu cuối cùng của các gia tộc ngoài vũ trụ chỉ là muốn có di tích Long tộc mà thôi, trong quá trình này, họ chỉ cần một thế lực đủ mạnh để giúp họ đối phó với sự can thiệp của vùng ngoài lãnh thổ và thế tục. Nhưng lại không mong thế lực này có sức tạo phản. Ngụy Vinh Kỳ và cả nước Ngụy cũng đang lên kế hoạch cho mục tiêu này. Vì vậy, việc Ngụy Võ Hầu có thể thành công bước tới thiên cảnh hay không, là điều vô cùng quan trọng đối với toàn bộ nước Ngụy. Ông yên tâm đợi đi, đến lúc đó, tôi sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa cho ông. Ngụy Vinh Kỳ dừng một lúc, rồi lập tức đứng dậy nói. Về hôn lễ, Ngụy Vinh Kỳ đã chuẩn bị đâu vào đấy? Hắn đã sắp xếp vô số trận pháp trong khắp lãnh thổ nước Ngụy. Để đề phòng trường hợp, quân đội của đất Ngụy gần như trong trạng thái chờ sẵn, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù mạnh từ mọi phía bất cứ lúc nào. Hơn nữa, hắn, Điền Văn và nhà họ Khổng đã thỏa thuận viện trợ lẫn nhau, cho dù có người đến quấy rối, cũng sẽ bị bóp cổ trong nôi. Cảm ơn cậu chủ đã tác thành. Ngụy Võ Hầu vội đứng dậy, chắp tay và cúi đầu với Ngụy Vinh Kỳ. Ừ, sáng sớm ngày mai sẽ có người đưa bà ta đến, chỉ cần ông có dấu hiệu đột phá, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống bà ta. Ngụy Vinh Kỳ nói xong, rồi xoay người rời đi. Thật ra những gì hắn nói về ăn tươi nuốt sống không phải là khiến cho Tần Lương Ngọc biến mất hoàn toàn, mà là hút sạch tinh huyết của bà ta. Khi Tần Lương Ngọc mất đi tinh huyết, tối đa có thể duy trì bộ dạng của mình trong 3 ngày. Sau 3 ngày, Tần Lương Ngọc sẽ già đi với tốc độ cực nhanh. Chưa đầy 10 ngày bà ta sẽ chết trong im lặng. Nhưng những thứ này đối với Ngụy Võ Hầu là vô hại. Phụ nữ đối với cường giả mà nói chỉ là một phụ kiện không bắt buộc. Lúc này, khắp nơi trong Đông Vực vẫn đang bàn luận sôi nổi về chuyện này, suy cho cùng trước đây Tần Lương Ngọc cũng không phải là người của Điện Thần Long. Hơn nữa bà ta còn tự tay sáng lập ra Thành Đại Phong, ít nhất là dưới tầng lớp trung lưu, hay trong số các tông môn của Thành Đại Phong. Thì Tần Lương Ngọc vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Hừ, theo tôi thấy bên trong chắc chắn có ẩn tình, đường đường là thành chủ của Đại Phong, sao có thể gả cho lão già tệ bạc như Ngụy Võ Hầu được chứ? Tôi lại không nghĩ vậy, Điền Văn và người của nước Ngụy đã vì chuyện này mà đánh nhau,
tin rằng tới lúc đó đám người Điền Văn chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản hôn lễ này. Ngăn cản ư, chỉ e rằng anh không biết thôi, quân đội của nước Ngụy đã đề phòng sẵn rồi, cho dù là nhà họ Khổng, cũng chưa chắc dám cướp người đâu. Nhất thời, đủ loại lời nói, đủ loại tin tức xôn xao ầm ĩ. Khi mọi người còn đang bán tán xôn xao, Điền Văn và Khổng Tề Thiên đã đích thân cử người đưa Tần Lương Ngọc đến thành Đại Lương của nước Ngụy. Thành Đại Lương vào giờ phút này không có chút không khí hôn lễ nào, mà ngược lại, đoàn quân lớn của đất Ngụy đang tập hợp. Hơn nữa, tất cả các võ tông của đất Ngụy đều nghiêm túc chờ đợi, với khí thế như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Buổi trưa ngày hôm đó, gần 100.000 tên lính của đất Ngụy hùng hổ xông ra khỏi thành Đại Lương, nhưng họ không rời đi, mà bao vây toàn bộ thành Đại Lương. Sau khi đại quân của nước Ngụy bao vây thành Đại Lương, trên đất Ngụy lại có thêm hơn 100 tông môn khác tạo thành một vòng vây bên ngoài, cũng có thể gọi là một tấm lưới phòng ngự. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý lớn với tất cả các thế lực khác, ngay cả phía bên Thiên Đạo Minh Ước cũng cử tai mắt đến để theo dõi. Bởi vì đất Ngụy thực sự đã gây ra động tĩnh quá lớn, tin tức về Ngụy Võ Hầu sắp đột phá đến thiên cảnh đã không còn là bí mật gì đối với Thiên Đạo Minh Ước. Vì vậy nước Ngụy có bất kỳ động tĩnh gì đều là việc lớn hàng đầu đối với Thiên Đạo Minh Ước. Mặc dù cường giả thiên cảnh cũng chia ra 9 cảnh giới nhỏ, nhưng từ lúc họ bước chân vào thiên cảnh, thì bọn họ đã hoàn toàn khác với đế cảnh. Trường tồn như trời, cùng sống với đất, năng lực tạo hóa, uy nghiêm như thần. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng mà vô số người học võ thuật luôn theo đuổi. Mà sự khác biệt lớn nhất giữa cao thủ thiên cảnh và những người khác đó là có thể hoàn toàn nắm được số mệnh của mình, không còn bị ràng buộc bởi trời đất một phương nữa. Đêm hôm đó, toàn bộ thành Đại Lương đều bị bao phủ trong đám mây. Thành Đại Lương lại náo nhiệt khác thường, nhiều các gia tộc lớn của đất Ngụy đều tụ tập về đây, chờ tin tức Ngụy Võ Hầu đột phá thiên cảnh. Ông nội, sao bầu không khí trong thành Đại Lương không giống như đang có chuyện vui? Huệ Ngân Nhi xoay đầu hỏi Thiên Quỳnh Tử. Thiên Quỳnh Tử cũng dẫn Huệ Ngân Nhi đến đây hóng hớt khi biết tin Ngụy Võ Hầu sắp kết hôn, dù sao thì rất ít có dịp cả thế giới cùng ăn mừng như thế này. Nhưng đến khi hai ông cháu đến Đại Lương mới phát hiện ra rằng những người đổ xô đến Đại Lương chung vui ít nhất cũng là tu vi đế cảnh, dù là đế quân cũng không có gì lạ. Quan trọng nhất là vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, dường như ở đây sắp xảy ra một trận chiến lớn kinh thiên động địa bất cứ lúc nào. Làm gì có không khí vui vẻ hào hứng trước hôn lễ. Yên tâm đi, toàn bộ đất Ngụy đều được điều động, động tĩnh rất lớn, chắc sẽ không có ai không có mắt chủ động đến khiêu chiến đất Ngụy đâu. Chúng ta qua đó xem đi. Ngược lại Thiên Quỳnh Tử lại không cho là thế, ông ta chỉ về phía trước đã thấy hơn chục tướng quân mặc áo giáp sắt với khí thế bức người, uy nghiêm vô song đang bảo vệ một ông lão tóc trắng. Người đó chắc là Ngụy Võ Hầu đúng không? Huệ Ngân Nhi thấp giọng hỏi. Thiên Quỳnh Tử khẽ gật đầu, nhưng điều khiến ông ta ngạc nhiên không phải là Ngụy Võ Hầu, mà là hơn chục tướng quân mặc áo giáp đang bảo vệ Ngụy Võ Hầu. Đó là 10 chủ soái lớn của quân đội đất Ngụy, hơn nữa ai nấy đều có tu vi đế cảnh cấp 9. Đội hình như vậy rất hiếm ở vùng ngoài lãnh thổ, kẻ nào dám đến gần Thọ Xuân Cung đều giết không tha. Một trong những tướng quân mặc áo giáp có đế cảnh cấp 9 bước lên một bước, giống như chuông đồng, lập tức vang lên trên khắp thành Đại Lương. Xem ra không có chuyện vui để hóng hớt rồi. Huệ Ngân Nhi nói với vẻ mặt đầy thất vọng. Đúng lúc này, ở phía đông nam Thọ Xuân Cung, cậu chủ Vinh Kỳ đang ngồi ngay ngắn, trước mặt hắn là 6 cao thủ hàng đầu đế cảnh cấp 9. Với hàng chục tướng quân ở trước cửa Thọ Xuân Cung tạo thành một uy thế với tiếng vang dội xa, chỉ cần có người quấy rối, hắn sẽ khiến đối phương tan biến bất cứ lúc nào. Bên trong Thọ Xuân Cung, Ngụy Võ Hầu đẩy cửa bước vào một sảnh phụ. Ánh mắt lãnh đạm nhìn Tần Lương Ngọc mặc bộ đồ màu đỏ. Bà không cần dùng ánh mắt thù địch nhìn tôi không có hứng thú với cơ thể của bà đâu. Ngụy Võ Hầu nói với vẻ mặt vô cảm. Tôi biết ông hứng thú cái gì, nhưng tinh huyết của tôi sẽ không hiến tế cho ông đâu. Tần Lương Ngọc lạnh lùng nhìn Ngụy Võ Hầu, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, không hề có chút sợ hãi. Chỉ Vích Tiêu Chính Văn đang nhàn nhã uống trà trong căn phòng bên phải bà ta. Lúc này, gần như toàn bộ người dân thành Đại Lương đều đang chờ Ngụy Võ Hầu và Tần Lương Ngọc xuất hiện. Thiên Quỳnh Tử liếc nhìn xung quanh, tu vi của mấy người ngồi trên khán đài không hề cao, nhưng từ quần áo của bọn họ có thể thấy, hẳn là người của vương thất nước Ngụy, thân phận không hề tầm thường.
Trong đám người có hai người đàn ông trẻ tuổi, mặc đồ trắng, trên cổ tay áo thêu một hình thanh kiếm nhỏ. Rất ít người biết logo này, nhưng Thiên Quỳnh Tử chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là chữ phù độc nhất của Vạn Kiếm Cốc. Người của Vạn Kiếm Cốc cũng đến sao? Thiên Quỳnh Tử hơi bất ngờ, Vạn Kiếm Cốc là một thế lực lớn lánh đời, nghe nói chỉ riêng cao thủ thiên cảnh cũng đã không dưới 4 người. Hơn nữa, Vạn Kiếm Cốc nổi tiếng về kiếm đạo, họ không chỉ tinh thông trận pháp kiếm đạo, mà còn giỏi rèn kiếm, nghe nói Can Tương Mạc Tà là đệ tử của Vạn Kiếm Cốc. Chỉ là sau này đã bị Tần Vương giết chết. Cũng chính vì lý do này mà đến cuối đời Tần, Vạn Kiếm Cốc vẫn luôn coi Đại Tần là kẻ thù. Cuối cùng, nước Tần bị Lưu Bang và Hạng Vũ đẩy lùi, Vạn Kiếm Cốc mới ngừng tay. Nói cách khác, sự sụp đổ của nước Tần liên quan chặt chẽ với Vạn Kiếm Cốc. Một thế lực cổ xưa lớn mạnh như vậy mà cũng đến chúc mừng Ngụy Võ Hầu sao? Xem ra hôm nay không chỉ đơn giản là đại hôn, đằng sau nhất định còn có chuyện gì đó không thể nói ra. Ngụy Võ Hầu cũng không nhiều lời với Tần Lương Ngọc, bước thẳng ra khỏi Thọ Xuân Cung, đến quảng trường. Ông ta nhìn xung quanh rồi chậm rãi nói, 500 năm trước, tôi chỉ là một người dân bình thường, nhưng tôi đã may mắn gặp được cậu chủ Vinh Kỳ. Trong những năm tháng chiến tranh tàn khốc ấy, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy ánh ban mai mà không thấy được hoàng hôn, sinh mệnh như cỏng cỏ, chợp mắt hóa phù du. Kể từ ngày đi theo cậu chủ Vinh Kỳ, tôi như được tái sinh, không chỉ may mắn đến được vùng ngoài lãnh thổ, mà còn được nhà họ Ngụy tôn sùng. Nghe vậy, mọi người đều quay lại nhìn Ngụy Vinh Kỳ. 500 năm trước, nói vậy có nghĩa là Ngụy Vinh Kỳ thật sự đã đến Đại Minh, tính theo năm tháng thì là vào thời Hồng Vũ. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi nghĩ đến tình cảnh thời đó. Trong số 18 lộ phản vương, người duy nhất chiến đấu với Đại Đế Hồng Vũ đến cùng là Trần Hữu Lượng. Mà tính tình của người này rất giống với Ngụy Vinh Kỳ. Chẳng lẽ Trần Hữu Lượng năm đó thật sự là Ngụy Vinh Kỳ? Ông ta là Trần Hữu Lượng. Không sai, ông ta chính là Trần Hữu Lượng. Lúc này, rất nhiều người thuộc thế hệ lớn tuổi từ cuối thời Nguyên, đầu thời Minh đều nhận ra cậu chủ Vinh Kỳ trong nháy mắt. Chỉ là lúc trước Trần Hữu Lượng trông có vẻ hơi lớn tuổi, còn cậu chủ Vinh Kỳ hiện tại trông trẻ hơn. Sao ông ta lại chạy đến giới thế tục tranh giành quyền lực với Chu Hồng Võ chứ? Không ít người thầm nghi ngờ trong lòng. Thiên Quỳnh Tử cười chế nhạo, Ngụy Vinh Kỳ chạy đến giới thế tục, chắc chắn không phải để tranh đoạt thiên hạ với Chu Hồng Võ. Thiên tử là do trời định, ai ngồi vào vị trí này đều đã được định sẵn, Ngụy Vinh Kỳ sẽ không ngu xuẩn đến mức chống lại trời đất. Hắn chạy đến giới thế tục chắc hẳn là để có được năm trái tim rồng. Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, Ngụy Vinh Kỳ chắc chắn đã thất bại. Ngay cả Tiêu Chính Văn đang uống trà cũng sững sờ, quay đầu nhìn cậu chủ Vinh Kỳ. Sau đó quay sang nhìn Ngụy Võ Hầu, người này chắc là tướng sĩ số 1 dưới quyền Trần Hữu Lượng. Năm đó, sau khi Chu Hồng Võ dẹp loạn được Trần Hữu Lượng, không hề tìm thấy xác của Trần Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành, điều này càng khẳng định Ngụy Vinh Kỳ chính là Trần Hữu Lượng, còn Ngụy Võ Hầu chính là Trương Sĩ Thành. Điều này khiến mọi người kinh ngạc, Ngụy Vinh Kỳ đã trải qua một trận bại chiến lớn, vậy mà còn có được thành công trên con đường võ đạo như bây giờ, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Dù sao thiên cảnh cũng không phải cảnh giới ai cũng có thể đạt được. Từ xưa đến nay, người đạt tới thiên cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngụy Vinh Kỳ là cậu chủ nước Ngụy, đương nhiên nên đạt đến thiên cảnh từ lâu rồi. Còn đám người Điền Văn chẳng qua chỉ là dùng thủ đoạn bỉ ổi nên mới miễn cưỡng có cơ hội đột phá. Hơn nữa, nếu không phải khó như lên trời thì Vạn Kiếm Cốc cũng sẽ không phái người đến chúc mừng. Có thể nói, từ xưa đến nay, người đạt thiên cảnh đều là thiên tài. Ngụy Võ Hầu dùng thân phận của một người bình thường, đi đến được ngày hôm nay, cũng không hề dễ dàng. Huống hồ bao lâu nay, Ngụy Võ Hầu luôn nhẫn nại, không hề thu hút sự chú ý của bất kỳ bên nào, âm thầm đạt đến trình độ như ngày hôm nay, có thể thấy, người này vô cùng tài năng. Chớp mắt 500 năm đã trôi qua, cuối cùng hôm nay tôi cũng đã một bước lên trời, sau này không cần khép nép nữa. Dứt lời, trên bầu trời xuất hiện một đóa hoa sen trắng thanh khiết. Đóa hoa sen đó có 1.000 cánh, như một đài sen trên trời cao. Rất giống với đài sen dưới ngai vàng của Hạo Thiên Sáng Thế, chỉ là đài sen của Hạo Thiên Sáng Thế cao hơn cái này gấp mấy lần. Ngụy Võ Hầu bước lên đài sen rồi khoanh gối ngồi xuống,
khí thế quanh người cũng dâng cao mấy lần. Lúc ông ta ngồi trên đài sen, bầu trời lóe lên tia chớp, mưa gió chợt thay đổi. Ngụy Võ Hầu vừa phất nhẹ tay, mây mù trên trời lập tức lui về phía sau, ngay cả sấm sét cũng biến mất. Lúc này, Ngụy Võ Hầu ngồi trên đài sen, khuôn mặt già nua kia từ từ bừng lên sức sống mới. Đúng vậy, Ngụy Võ Hầu đang lột da. Chỉ sau vài chục giây, Ngụy Võ Hầu đã thay đổi diện mạo, từ một ông già xanh xao thành một thanh niên tuấn tú. Khí tức quanh người ông ta cũng trở nên ôn hòa, như dung hợp với trời đất, khí tức tràn ngập khắp đất Ngụy. Quả nhiên là nhân vật lớn. Không ngờ một người dân thường như Trương Sĩ Thành, không hề có huyết mạch hoàng tộc, lại có thể đi đến ngày hôm nay. Khổng Tề Thiên nhìn Ngụy Võ Hầu trên đài sen, cảm thán nói. Điền Văn bên cạnh cũng buông đũa xuống, nhìn Ngụy Võ Hầu. Có thể nói ở vùng ngoài lãnh thổ, Ngụy Võ Hầu là cao thủ thiên cảnh duy nhất xuất thân từ bình dân. Từ xa xưa, mặc dù có rất nhiều cao thủ thiên cảnh, nhưng vị nào cũng xuất thân từ gia tộc lớn, thế gia hoặc hoàng tộc. Vì các gia tộc cổ xưa đều có huyết mạch long tộc, còn hoàng tộc được trời đất và long tộc công nhận, từ khi sinh ra đã có khí tức của rồng. So với người bình thường, sự vượt trội của bọn họ đã khắc sâu vào trong xương, dù có cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy cách biệt này. Nhưng Ngụy Võ Hầu đã làm được điều đó, giống như Chu Hồng Võ ở Đại Minh, bắt đầu bằng một cái bát, cuối cùng ngồi lên ngai vàng. So với Khổng Tề Thiên, Ngụy Võ Hầu không có gia tộc vững chắc chống đỡ, cũng không có nguồn tài nguyên, ông ta chỉ có mưu kế cạn kiệt để giữ được mạng sống của mình. Nhưng bây giờ, Ngụy Võ Hầu đã dựa vào thực lực của chính mình, bước vào hàng ngũ cường giả thiên cảnh. Lúc này, thiên tài của các thế gia, bốn cậu chủ chiến quốc và các nhân vật lớn đều trở nên mờ nhạt trước mặt Ngụy Võ Hầu. Trong số họ không ai có thể so sánh với Ngụy Võ Hầu. Người này đã tạo ra một thời đại mới. Ông ta là thần thoại trong mắt người thường ở giới thế tục và những nhân vật lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Từ xưa đến nay, vị cường giả nào đạt đến thiên cảnh đều có thế lực lớn mạnh phía sau. Nhưng ông ta chỉ là một người dân bình thường. Đây đúng là kỳ tích. Mọi người bắt đầu bàn tán, nhưng trong lòng ai cũng ngưỡng mộ Ngụy Võ Hầu. Giờ phút này, trên trời xuất hiện cầu vồng, mưa hoa khắp trời rơi xuống. Điều này có nghĩa Ngụy Võ Hầu đã vô thức bước vào thiên cảnh. Đây là sự tán thưởng của trời đất dành cho ông ta, đồng thời cũng là sự ghi nhận thầm lặng. Cùng lúc đó, khí tức của Ngụy Võ Hầu lại tăng lên mấy lần, uy lực đáng sợ tỏa ra khắp nơi. Một tia sáng phóng ra từ người ông ta, cả người như có một luồng sinh khí mới. Đột phá rồi, Ngụy Vinh Kỳ kích động hét lớn. Chương 4476 lúc này, Ngụy Võ Hầu chậm rãi ngước đôi mắt sắc bén lên nhìn về phía trên lầu gác nơi Tần Lương Ngọc đứng. Xung quanh Tần Lương Ngọc chung quanh là các tỷ nữ, mấy tên cao thủ cảnh giới đế cảnh cấp 8 đứng ở hai bên Tần Lương Ngọc, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Như thể đang đợi Tần Lương Ngọc chủ động đi ra lầu gác, dâng tinh huyết của mình ra. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn chậm rãi đặt tách trà trong tay xuống, lạnh lùng nói, cho ông ta một cơ hội cuối cùng đi. So với những người khác, những gì Ngụy Võ Hầu trải qua lại có vài nét tương tự Tiêu Chính Văn, bước trên con đường này, anh cũng nhẫn nhịn vô cùng gian khổ. Quan trọng nhất là thứ mà Ngụy Võ Hầu đại diện thật ra không phải là gia tộc ngoài lãnh thổ mà là thế tục. Thế nên Tiêu Chính Văn mới cảm thấy thương xót. Chỉ cần Ngụy Võ Hầu lầm đường lạc lối biết quay đầu, Tiêu Chính Văn vẫn đồng ý cho ông ta một cơ hội cầu xin được sống. Trương Sĩ Thành, tôi hỏi ông lần cuối. Nhất định phải hấp thụ tinh huyết của tôi sao? Giọng nói lạnh như băng của Tần Lương Ngọc vang lên từ bên trong lầu gác. Mọi người ở đó đều sửng sốt. Nghe nói hôm nay là ngày vui của hai người họ, tại sao Tần Lương Ngọc lại hỏi những lời như vậy? Chẳng lẽ không phải là chính bà ta muốn gả cho Ngụy Võ Hầu sao? Nghe được Tần Lương Ngọc lời nói qua thiên kính, sắc mặt Điền Văn và Khổng Tề Thiên lập tức trở lên khó coi. Chắc chắn Tần Lương Ngọc hỏi thế đã chọc thủng lời nói dối trước đó của họ, biết rõ mình sẽ trở thành tế phẩm của đối phương, có ai mà sẽ chủ động yêu cầu gả đâu. Rõ ràng chính là bị người khác ép buộc. Những nghĩ đến những lời đồn đại trước đó và cảnh tượng Điền Văn tự tay chém chết cảnh vệ của mình, tất cả mọi người lập tức hiểu hết mọi chuyện. Quả nhiên là nhà họ Khổng và Điền Văn khống chế ở đằng sau. Hừ, tôi nói mà người nhà họ Khổng đều là đám ăn cháo đá bát.
không thể biết được tri ân báo đáp, sao nào, bây giờ ứng nghiệm rồi chứ. Tôi đã nhìn ra chuyện này khác có điểm kỳ lạ từ trước rồi, thì ra hài cốt Tiêu Chính Văn còn chưa lạnh, họ đã có ý đồ với Điện Thần Long. Đám người này không bằng cầm thú. Mặc dù người bên dưới không dám lớn tiếng tức giận mắng nhưng tiếng bàn luận của họ vẫn bị Điền Văn và Khổng Tề Thiên nghe được. Tần Lương Ngọc chết tiệt, Điền Văn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì Tần Lương Ngọc. Chương 4477 suy cho cùng, bà ta đang ở nước thủ đô của nước Ngụy Thành Đại Lương, dù bây giờ hắn chạy tới cũng chỉ sẽ khiến cao thủ thiên cảnh mới Ngụy Võ Hầu đánh giết không chút nương tay, hơn nữa, binh bộ tác chiến cả thành cũng sẽ lập tức nhắm vào hắn. Lúc này Ngụy Võ Hầu cũng hơi nhíu mày, bình thản nói, tính kỹ ra thì tôi và bà cũng không có oán thù, thậm chí trước đây chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng tiếc là tôi và bà ai cũng đều làm vì chủ nhân, chuyện hôm nay không liên quan đến đúng sai, tất cả đều là thực lực. Hàm ý trong lời nói của Ngụy Võ Hầu đã quá rõ ràng, tất cả cũng chỉ có thể nói chuyện bằng thực lực, nếu có muốn trách chỉ có thể trách Tần Lương Ngọc lúc đầu chọn sai chủ nhân. Nếu như bây giờ bà ta còn ngoan ngoãn đợi ở thành Đại Phong thì ai lại lấy tinh huyết của bà ta làm vật hiến tế chứ? Chung quy lại thì vẫn là Tần Lương Ngọc sai, cũng là do Tiêu Chính Văn sai, mà chỗ sai duy nhất của họ là thực lực không đủ. Hôm nay Ngụy Võ Hầu đã đột phá thiên cảnh, cho dù ông ta nói hết mọi chuyện trước mặt mọi người thì mọi người ở đây cũng chắc chắn không dám nói nửa chữ không. Thế nên Tần Lương Ngọc đồng ý hay không cũng vậy thôi, bà ta không có quyền lựa chọn. Mong ông đừng hối hận. Giọng Tần Lương Ngọc vô cùng bình thản cứ như thể chuyện này không liên quan đến bà ta. Ngay lúc này Ngụy Võ Hầu cũng sải bước ra khỏi bông hoa sen trắng, chân bước lên mây đi về phía lầu gác. Ông ta muốn lập tức hấp thu tinh huyết của Tần Lương Ngọc để làm vững chắc cảnh giới của mình. Nhưng khoảnh khắc ông ta đẩy cửa phòng ra lần nữa, một bóng người xa lạ xuất hiện trước mặt ông ta. Ngụy Võ Hầu còn chưa kịp hoàn hồn. Một sức mạnh vô hình đẩy ông ta văng té ra ngoài. Không ai ngờ được khoảnh khắc cả người Ngụy Võ Hầu bước vào lầu gác sẽ văng ngược trở lại. Hơn nữa còn đụng ngã toàn bộ cung điện sau lưng. Sức mạnh cuồng bạo khiến mặt đất xuất hiện một vết nứt sâu 100 mét, mặt đất chấn động rung lên, ở trung tâm quảng trường Thọ Xuân Cung lại xuất hiện một đường rãnh rất sâu. Biến cố này quá đột ngột, nhất là đám người Ngụy Vinh Kỳ còn chưa kịp hoàn hồn. Ngụy Võ Hầu đã nặng nề đập cả người xuống đất. Ai đó, Ngụy Vinh Kỳ chợt nghiêng đầu nhìn về phía lầu gác, đồng thời mười mấy vị cao thủ đế cảnh cấp 9 cũng đồng loạt rút kiếm ra. Không để họ xông về phía lầu gác, chỉ thấy một luồng sáng màu vàng bay ra từ bên trong, mang theo một cái đuôi màu vàng đánh về phía bục cao của trung tâm quảng trường. Mau lui lại! Ngụy Vinh Kỳ vội vàng lắc mình lui về phía sau, người ngồi trên bục cao cũng đồng loạt bỏ chạy tán loạn. Thoáng chốc bục cao chỗ đám người Ngụy Vinh Kỳ ngồi đã biến thành một cái hố sâu không thấy đáy. Cửu Châu Đỉnh, 3. Chương 4478 Ngụy Vinh Kỳ không khỏi sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Ngay cả Ngụy Võ Hầu cũng không khỏi đổi sắc. Vừa rồi bóng người đánh lén ông ta kia dường như là đánh bay ông ta ra ngoài trong tích tắc. Theo lý ông ta đã là cường giả thiên cảnh. Hoàn toàn không thể bị người khác đánh lén dễ dàng như vậy. Nhưng ông ta vẫn bị đánh văng ra ngoài, chứng tỏ chắc chắn đối phương là cao thủ có cùng cảnh giới với ông ta. Nhưng không để ông ta hoàn hồn, một luồng sáng vàng đập xuống. Luồng sáng màu vàng kia có uy lực tuyệt đỉnh, cũng may ông ta đã chuẩn bị tâm lý trước nên mới thoát được một nạn. Nhưng ngay sau đó một người che mặt, mặc đồ đen xuất hiện ngay gần ông ta, đấm vào một cú vào trên ngực của ông ta. Bụp, sau khi chúng cú đấm đó, cả người Ngụy Võ Hầu lại văng ra xa, mà người đồ đen kia cũng lướt đến. Trận pháp phòng vệ, Ngụy Vinh Kỳ không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức cắn ngón tay giữa, gào lên một tiếng. Rào rào, một gợn sóng như nước mở ra trong hư không. Nhưng cũng Châu Đỉnh hơi rung lên, lại hút gợn sóng đó vào trong. Vèo, thấy thế Ngụy Vinh Kỳ không khỏi hít khí lạnh. Ngụy Võ Hầu cũng nhân cơ hội này lấy thở một chút, rồi sau đó nhìn chằm chằm về phía người đồ đen trước mặt. Nhưng ngay sau đó, người đồ đen kia lại đánh tới chỗ ông ta lần nữa. Hơn nữa, vừa ra tay là sát chiêu. Một luồng sát khí mạnh mẽ lập tức tràn ra, luồng sáng màu vàng chấn động đến nỗi không gian xung quanh đều run rẩy. Lúc này Ngụy Võ Hầu cũng hoàn toàn bị chọc giận,
ông ta bị đối phương đánh lén liên tục, đã bị thương nặng. Ông ta không ngờ lại có người dám đánh lén mình ở thành Đại Lương. Hơn nữa mọi thứ đều chỉ xảy ra trong thoáng chốc, quá nhanh và quá bất ngờ. Nhưng cho dù thế nào ông ta cũng không hiểu, nếu đối phương muốn giết mình thì tại sao đối phương không ra tay vào ngay lúc ông ta bước vào phòng của Tần Lương Ngọc. Khi đó ông ta còn chưa bước vào thiên cảnh, là cơ hội tốt nhất để giết ông ta. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác đi ngược đường, đến khi ông ta đột phá thiên cảnh rồi mới ra tay với ông ta. Chương 4479 nhưng ông ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, sát chiêu mạnh mẽ đã đánh đến trước mặt. Giết, Ngụy Võ Hầu vung nắm đấm lên đánh về phía ánh sáng màu vàng kia. Đừng, Ngụy Vĩnh Kỳ thấy vậy cũng hô to lên một tiếng. Bịch, cả người Ngụy Võ Hầu lại văng ra xa lần nữa, ông ta còn chưa rơi xuống đất đã nôn ra ngụm máu tươi. Chạy mau, Ngụy Vĩnh Kỳ không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng hô to với mọi người ở bên cạnh. Mười mấy vị cao thủ đế cảnh cấp 9 bên cạnh Ngụy Vĩnh Kỳ lập tức lui ra cách đó mấy mét. Giờ phút này hầu hết mọi người nhìn thấy rõ, đối phương cũng là một vị cao thủ thiên cảnh. Một khi hai cao thủ thiên cảnh đánh nhau, các bậc đế cảnh không có tư cách nhúng tay vào. Ngụy Võ Hầu không dám tin vào mắt mình, ông ta chỉ mới vừa đột phá đã bị cao thủ thiên cảnh đánh lén. Nói chuyện nói ra thì rất lâu nhưng thật ra chỉ là trong tích tắc mà thôi. Khắp thành Đại Lương, mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, không một ai dám lên trước giúp đỡ cho Ngụy Võ Hầu. Đó là thiên cảnh đấy, bất kỳ ai xông lên trước cũng chỉ có một con đường chết. Ngụy Vĩnh Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm người đồ đen trước mặt, đã không cần giải thích thêm gì nữa. Thiên cảnh, bây giờ trong bốn khu vực, cao thủ thiên cảnh chỉ có 5 người đếm được trên đầu ngón tay thôi. Nhưng có thù oán với nước Ngụy. Còn mong cho nước Ngụy bị tiêu diệt cũng chỉ có nhà họ Khổng, hay nên nói là chỉ có anh em Điền Văn. Trước đó nhà họ Khổng còn lấy đủ lý do để chối bỏ trách nhiệm cho hai người họ, nhưng bây giờ đã không cần nói thêm gì nữa. Ngụy Võ Hầu lau máu trên khóe miệng, nổi giận gầm lên với người đồ đen trước mặt, giết. Mặc dù Ngụy Võ Hầu đã bị thương nặng, nhưng dù sao hôm nay ông ta đã đột phá thiên cảnh, muốn ông ta cam chịu số phận vào lúc này cũng không dễ dàng. Lúc này Ngụy Võ Hầu gần như dùng đến chiêu thức liều mạng. Nhưng trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta có phản kháng cũng chỉ tốn sức mà thôi. Nửa năm qua, Tiêu Chính Văn đã sớm ở đột phá các cấp bậc thiên cảnh ở trong Minh Hà, thêm vào đó nửa trái tim rồng Bạch Long cũng đã bị Tiêu Chính Văn dung hợp hoàn toàn. Tim rồng Bạch Long thiên về chủ binh, có được tim rồng Bạch Long là có được sức chiến đấu giống chiến thần Sivu, có thể càng đánh càng hăng. Dù là thể lực hay sức mạnh, đều không bao giờ cạn. Mặc dù chỉ là nửa trái tim rồng nhưng cũng không phải là thứ mà người khác có thể so được. Nếu như không có tim rồng Bạch Long, có lẽ Tiêu Chính Văn muốn đánh thắng Ngụy Võ Hầu vẫn phải phế cả tay chân, nhưng lúc này Tiêu Chính Văn không chỉ không thua Ngụy Võ Hầu về cảnh giới, mà còn có tim rồng Bạch Long trợ giúp, có thể nói hoàn toàn nghiền ép Ngụy Võ Hầu. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn thờ ơ đi tới. Nhàn nhã hệt như đang ở trong sân nhà mình, mặt đất dưới chân anh dần dần nứt toạc theo từng bước chân của anh. Chương 4480 sát khí như lao ra từ trong đất, thoáng chốc đã khiến hoa cỏ cây cối xung quanh đều khô héo. Mặc dù cảnh tượng này trông không bắt mắt nhưng sát khí mạnh mẽ có thể cùng lúc khống chế khí tức trời đất. Hai, e là Ngụy Võ Hầu khó giữ được mạng. Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng, khẽ lắc đầu thở dài. Hắn là một vị kiếm phó đến từ Vạn Kiếm Cốc, trong Vạn Kiếm Cốc chỉ là một đệ tử bình thường. Nhưng đến bên ngoài lại có địa vị cực kỳ cao. Dù sao bất kỳ một đệ tử nào của Vạn Kiếm Cốc đi đến thế giới bên ngoài đều đại diện cho Vạn Kiếm Cốc, lai lịch phía sau và thân phận mạnh như vậy mới khiến hắn dù đi đến đâu cũng sẽ được hưởng đãi ngộ cực cao. Cậu nói ông ta sẽ chết ư, người đàn ông đồ trắng bên cạnh nhíu mày, dĩ nhiên là không đồng ý với cách nói của vị đồng môn kia. Đương nhiên, số mệnh của ông ta đã tận, người áo đen kia sẽ không cho ông ta cơ hội sống, người đàn ông đồ trắng nói chắc nịch. Sao có thể, họ đều là thiên cảnh, muốn giết chết đối phương khó như lên trời, một người đàn ông đồ trắng khác cau mày nói. Sau khi đạt đến thiên cảnh thì có thể xem như là bất khả chiến bại, không dễ gì từ bỏ thân mình, dù sao mọi người cũng đều thọ cùng trời đất, huy hoàng cùng mặt trời, mặt trăng. Đây cũng là điểm khác biệt giữa thiên cảnh và các cảnh giới khác.
cho dù là cảnh giới nhân hoàng hay đế cảnh, chỉ cần hai bên khai chiến, bên có thực lực mạnh có thể giết được bên thực lực yếu dễ dàng. Nhưng thiên cảnh thì không như vậy, cho dù là thân xác hay trận pháp, sức mạnh tinh thần, mọi người đều cùng một cấp bậc, chẳng qua là cấp bậc lĩnh hội hơi khác thôi. Giống như hai hành tinh có thể tích khác nhau va chạm vào nhau, hoặc là ngọc đá cùng vỡ, hoặc là đôi bên đều bị thương, nhưng chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống một bên thì hoàn hảo không tổn hao gì, còn bên kia lại sắp tan thành mây khói. Thật ra vào thời xa xưa thiên cảnh còn được gọi là địa tiên, nói cách khác đạt tới cấp bậc tiên trong truyền thuyết. Chẳng qua là sau đó khi thiên đạo minh ước nắm trong tay quyền lợi tuyệt đối ở ngoài lãnh thổ thì đã hủy bỏ cách nói này. Mặc dù Ngụy Võ Hầu đã bước vào thiên cảnh, nhưng tiếc là cảnh giới của ông ta vẫn chưa vững chắc, hơn nữa mới vừa đột phá chưa đến một tiếng đồng hồ, nói ông ta là thiên cảnh cũng được mà nói ông ta là đế cảnh đỉnh cao cũng chẳng sao. Nhưng anh nhìn lại người đồ đen kia xem, cảnh giới cực kỳ vững chắc, ra tay xuất chiêu cũng rất độc, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, thật ra với sức chiến đấu của hắn, thậm chí không hề kém cạnh trưởng lão Thanh Dương một trong ba trưởng lão của Vạn Kiếm Cốc đâu. Thế nên có thể đoán được ai thắng ai thua. Nói đến đây Kiếm Quy hít sâu một hơi, lắc đầu như đang cảm thấy tiếc nuối cho Ngụy Võ Hầu. Kiếm Tâm bên cạnh hắn lại sửng sốt. Chương 4481 trưởng lão Thanh Dương. Thanh là đông, dương là cực, hợp lại một chỗ là như kiêu ngạo như mặt trời mới mọc ở đằng đông. Riêng cái tên thôi đã có thể nhìn ra người này cực kỳ kiêu ngạo và ngang ngược. Ở ngoài lãnh thổ, Vạn Kiếm Cốc là một ngọn núi cao mà đa số tông môn và gia tộc lớn không bao giờ có thể vượt qua được. Mà trong mắt mấy chục ngàn đệ tử của Vạn Kiếm Cốc, Thanh Dương lại là sự tồn tại mà cả đời đều không cách nào với tới. Nhưng lúc này Kiếm Quy lại so sánh người đồ đen kia với trưởng lão Thanh Dương là ngang nhau, dường như hơi xem trọng người đồ đen trước mặt này quá nhỉ. Mấy ngàn năm trước, loạn thế cuối thời Tần, khi nhập thế trợ giúp Hạng Vũ đại phá quân Tần, trưởng lão Thanh Dương từng bị mấy ngàn tên cao thủ đế cảnh của Trương Hàm bao vây. Nhưng kết quả thế nào? Một mình trưởng lão Thanh Dương ở trong vòng vây chỉ với một kiếm giết hết 10 vòng vây, áo dính đầy máu, một mình ông ta làm rung chuyển càn khôn. Mấy ngàn cao thủ đế cảnh gần như bị ông ta chém chết hết, hơn nữa mấy vị cao thủ thiên cảnh cũng chết dưới kiếm của ông ta. Có thể nói trong thời đại đó, người duy nhất có thể so với ông ta chỉ có một mình Hạng Vũ. Cho dù Hán Sơ xuất hiện Hàn Tín Tuấn Kiệt, sức chiến đấu hàng đầu cũng phải sợ. Càng là nhân vật phái thực lực dẫn dắt cả một thời đại. Năm đó Trần Khánh Chi hăm hở đến độ nào, áo trắng vô địch chiến tứ phương, một cây giáo bạc đánh cả thiên hạ. Chiến tích rực rỡ cỡ nào, nhưng là trận chiến ở sườn núi bờ bên kia của Đông Vực đó, cuối cùng Trần Khánh Chi vẫn bại trận, bị thương nặng, cho đến sau này, vết thương cũ tái phát, không thọ được bao lâu. Từ đó nhà họ Trần cũng sa sút không gượng dậy được. Bây giờ Kiếm Quy lại đẩy người đồ đen kia ngang địa vị với trưởng lão Thanh Dương, cũng chỉ khó trách Kiếm Tâm lại nghi ngờ. Có phải sư huynh đánh giá người đồ đen kia cao quá rồi không? Kiếm Tâm nhíu mày lại, không cho là đúng hỏi ngược lại. Có thể nhìn một phần mà đoán được toàn bộ, Từ Huy Tổ và Trần Huy Tổ được gọi là hai tổ ở Đông Vực, hơn nữa tốc độ tiến bộ đều rất thần tốc. Cậu nói xem hai người họ ai mạnh hơn được không? Nhìn bên ngoài thì Từ Huy Tổ đi khoe khoang khắp nơi, mà Trần Huy Tổ lại rất ít lên tiếng, dường như Từ Huy Tổ mạnh hơn một chút nhưng thực ra không phải vậy. Từ khi Đế Khư bị chỉ trích, Từ Huy Tổ tranh giành vị trí hàng đầu ở khắp nơi, mà Trần Huy Tổ thì sao? Không để lộ bất kỳ tin tức gì, nhìn bề ngoài thì có vẻ ông ta bình tĩnh hơn, nhưng thực ra là thực lực khá mạnh. Mấy lời này của Kiếm Quy khiến Kiếm Tâm sửng sốt. Đúng là từ sau khi vào Đế Khư, Trần Huy Tổ gần như chưa từng lộ mặt, thậm chí là ít khi lộ mặt. Ngược lại Từ Huy Tổ góp mặt ở khắp nơi. Chương 4482 thêm nữa khi xem người đồ đen đánh nhau với Ngụy Võ Hầu, người đồ đen vẫn cứ trầm tĩnh, chiếm hết cơ hội, đúng là khá giống trưởng lão Thanh Dương. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn đi đến gần Ngụy Võ Hầu, ánh mắt Ngụy Võ Hầu lóe sáng. Bầu trời xuất hiện hiện tượng lạ. Chỉ thấy một tay ông ta nâng kiếm lên, vẽ một đường trong không trung, rất kiếm hoa nở rộ đầy trời. Kiếm hoa dày đặc như bông sen trắng âm thầm kết hợp với đại đạo trời đất, trông như vô cùng chặt chẽ, hàng ngàn kiếm khí càng giống bông sen trắng nửa khép nửa mở, bảo vệ bản thể của Ngụy Võ Hầu.
Nhìn lại Tiêu Chính Văn thì ngay cả không gian sau lưng anh cũng bị vô số kiếm khí chém tan tành. Nhưng người tỉ mỉ một chút có thể nhận ra mặc dù thế tấn công của Ngụy Võ Hầu cực mạnh, nhưng cũng chỉ là phá được không gian sau lưng Tiêu Chính Văn mà thôi. Tiêu Chính Văn từ tốn đi tới nhưng lại không hề hấn gì, chứng tỏ Tiêu Chính Văn tránh được tất cả sát chiêu của ông ta chỉ trong tích tắc. Cậu, Ngụy Võ Hầu trợn tròn hai mắt, không dám tới tin nhìn về phía Tiêu Chính Văn lẩm bẩm, sao có thể? Đây là kiếm trận hoa sen mà ông ta tiêu tốn tâm huyết cả đời mới nghiên cứu ra, có thể nói đây là lần đầu tiên ông ta sử dụng tuyệt học của mình trước mọi người. Nhưng Tiêu Chính Văn lại có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công đầy tính hủy diệt của ông ta, khiến Ngụy Võ Hầu hoàn toàn tuyệt vọng, càng cảm thấy hoảng sợ từ tận đáy lòng. Tiêu Chính Văn không thèm đáp lời ông ta, mà thong thả đi tới. Thấy Tiêu Chính Văn từng bước ép tới gần, cuối cùng Ngụy Võ Hầu cũng không chống cự nữa, ngửa mặt cười khổ nói, Trương Sĩ Thành tôi khắc khổ chăm chỉ 100 năm nay, vốn tưởng rằng có thể đến được bờ bên kia, nhưng không ngờ lại có trận đánh thất bại hôm nay. Từ khi Tiêu Chính Văn dễ dàng tránh được sát chiêu của ông ta, trận chiến này đã lại không còn gì để đánh nữa. Thực lực giữa ông ta và đối phương chênh lệch quá lớn, đã không phải chỉ cần cảnh giới là có thể bù vào. Dù ông ta dùng hết sức cả người thì cũng như vật vô hình với đối phương. Ngay sau đó, Ngụy Võ Hầu bỗng điên cuồng bật cười, đôi mắt lóe lên vẻ hung ác quyết tuyệt. Cho dù phải chết cũng phải lấy mạng đổi mạng với cậu. Vừa dứt lời cơ thể Ngụy Võ Hầu bỗng phình to lên gấp mấy lần. Cho cơ thể nổ tung, ông dám không, loại người tham sống sợ chết như ông ấy à, tôi cược ông không dám, Tiêu Chính Văn cười nhạo nói. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã biến mất trước mặt Ngụy Võ Hầu. Ngay sau đó, khi Tiêu Chính Văn xuất hiện đằng sau Ngụy Võ Hầu lần nữa, ánh sáng vàng trong tay như một thanh kiếm cực kỳ sắc bén. Sau khi ánh sáng vàng lướt nhẹ qua cổ Ngụy Võ Hầu, trên cổ ông ta lập tức xuất hiện một đường máu cực kỳ rõ. Không, Ngụy Võ Hầu bỗng hét lên một tiếng thảm thiết khó tả. Chương 4483 tiếng hét của ông ta khiến nhiều người bị chấn động đến mức chảy cả máu mũi và tai. Ngụy Võ Hầu lấy hai tay che cổ mình lại, trong mắt đầy vẻ không cam lòng ngã xuống. Chỉ một luồng sáng, thậm chí không động đến một lá cây, một cành cây, chỉ là một luồng sáng thôi mà đã có thể giết được cao thủ thiên cảnh rồi. Ngay sau đó bầu trời đổ một cơn mưa máu như thể ngay cả trời đất cũng đang bật khóc. Đây cũng chính là hiện tượng lạ được tạo ra khi cao thủ thiên cảnh chết. Cho đến khi mưa máu ngừng lại, thi thể của Ngụy Võ Hầu cũng trở nên teo lại như thể một thi thể khô héo. Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn thi thể Ngụy Võ Hầu một cái, anh sải bước đi đến chính giữa quảng trường trước ánh mắt chăm chú của hàng trăm ngàn người. Anh khẽ giơ tay lên, Tịnh Châu đỉnh biến thành luồng sáng màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Đến lúc này Tần Lương Ngọc mới từ trong lầu gác bước ra, đi đến phía sau Tiêu Chính Văn, kiêu ngạo đứng chính giữa quảng trường với anh. Lúc này trong thành Đại Lương trở nên im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Ngụy Vinh Kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc nhưng vẫn không lên tiếng. Mặc dù nơi này là Đại Lương thủ đô của nước Ngụy, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn giết Ngụy Võ Hầu trước mặt hàng trăm ngàn người thành Đại Lương. Kế hoạch phục hưng Đại Ngụy mà hắn luôn nghĩ đến cũng tan thành mây khói khi Ngụy Võ Hầu chết. Hôm nay Tiêu Chính Văn không chỉ giết chết một mình Ngụy Võ Hầu mà còn chặn ngang cả con đường tiến lên của nước Đại Ngụy. Không hề thương tiếc dẫm đạp tôn nghiêm của nước Ngụy dưới chân. Cả nước Ngụy, gồm cả Ngụy Vinh Kỳ cũng không còn uy phong nữa. Cả nước Ngụy đều trợn mắt há miệng nhìn Tiêu Chính Văn, mặc dù họ có thể nào cũng không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Nhưng chuyện đã đến nước này cũng không thể không tin. Ngụy Võ Hầu gánh vác biết bao hy vọng và khao khát về tương lai của người Ngụy, cái chết của ông ta khiến hơn một nửa người Ngụy mất đi ý chí chiến đấu. Người mạnh như Ngụy Võ Hầu rất ít, dù họ có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng có ý nghĩa gì. Trăm ngàn năm nay, ông ta là thiên tài đầu tiên từ một người dân thường leo lên đến đỉnh cao, là cao thủ thiên cảnh đầu tiên có thể mang đến kỳ tích cho đất Ngụy. Có thể nói trước đó Ngụy Võ Hầu rất là vinh quang. Nhưng lúc này ông ta lại bị đánh chết ở thành Đại Lương của nước Ngụy. Đây, Kiếm Tâm nhìn về phía Kiếm Quy. Hắn không ngờ sự thật đúng như Kiếm Quy nói, Ngụy Võ Hầu chết thật rồi. Hơn nữa còn chết vô cùng thảm thương, chết không cam lòng.
có thể nói cái chết của ông ta là cú sốc lặng thầm với bất kỳ ai sắp đột phá thiên cảnh. Trăm ngàn năm nay vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết đẹp đẽ, đó là sau khi đạt đến thiên cảnh thì có thể không chết không bị diệt vong. Nhưng kết quả thì sao? Chương 4484 Ngụy Võ Hầu đã đột phá rồi đấy nhưng vẫn bị giết chết đó thôi. Vô hình chung ngay cả thần thoại thiên cảnh bất diệt cũng bị người mặc đồ đen phá vỡ. Tiêu Chính Văn không chỉ đang đả kích vào lòng tin của nước Ngụy mà còn đả kích vào niềm tin của tất cả mọi người. Khi ánh mắt Tiêu Chính Văn lướt qua từng khuôn mặt của người thành Đại Lương, hầu như mọi người đều cúi đầu xuống, không ai dám đối diện ánh mắt của anh. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ cười rồi dẫn theo Tần Lương Ngọc Hiên ngang đi ra khỏi thành Đại Lương trước ánh mắt chăm chú của rất nhiều người. Lẽ nào Ngụy Vinh Kỳ không cản họ lại sao? Kiếm Tâm nhíu mày khó hiểu hỏi. Kiếm Quy cười nhạo lắc đầu không nói gì. Ngay sau đó ngay cả Kiếm Tâm cũng cảm thấy câu hỏi vừa rồi quá ngu ngốc. Người mặc đồ đen giết Ngụy Võ Hầu ngay trước mặt mọi người, thậm chí ở trước mặt Ngụy Vinh Kỳ, mà hắn chẳng nói một câu hung dữ. Đây không phải là tính cách của Ngụy Vinh Kỳ. Nhưng sở dĩ hắn như thế không phải là hắn không muốn ngăn lại mà không có can đảm đó. Ngay cả Ngụy Võ Hầu đã đột phá thiên cảnh cũng đã chết thì người khác còn có thể cản được sao? Chẳng lẽ còn muốn bảo quân đội nước Ngụy chôn cùng Ngụy Võ Hầu nữa à? Kiếm Quy, anh nghĩ là ai làm? Nhìn thi thể khô trên mặt đất, Kiếm Tâm bỗng nói. Kiếm Quy lạnh nhạt cười đáp, đáng nghi nhất chỉ có 5 người nhưng trong 5 người này ai đã từng gây thù với Ngụy Vinh Kỳ? Điền Văn, ồ, Kiếm Tâm nhướng mày bỗng cười nói, xem ra từ nay về sau e là đại danh của Điền Văn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Đúng là dũng cảm, dám chém Ngụy Võ Hầu trước mặt Ngụy Vinh Kỳ ở thành Đại Lương. Đây chẳng khác nào hung hăng tát cho Ngụy Vinh Kỳ và cả nước Ngụy một bạt tai. Mãi đến khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc đi xa, Ngụy Vinh Kỳ mới lộ ra vẻ mặt u ám, lạnh lùng. Hắn siết chặt nắm đấm, mái tóc đen tung bay trong gió, ánh mắt hiện lên sát khí ngút trời. Tin tức này cũng nhanh chóng lan đến Đông Vực, ngày Ngụy Võ Hầu đột phá đã bị người đồ đen bí ẩn chém chết. Có thể nói tin tức này như một quả bom nổ tung khiến cả Đông Vực rơi vào hỗn loạn trong thời gian ngắn. Ông ta là cao thủ thiên cảnh đấy, thế mà lại bị người khác giết ư. Lúc này, Điền Văn đang đợi tin tốt từ thành Đại Lương, hắn vẫn đang tính toán làm thế nào để lặng lẽ đuổi Điện Thần Long ra khỏi đế khư, sau đó độc chiếm đất thánh với danh nghĩa nhà họ Khổng. Bên thành Đại Lương có tin tức chưa? Điền Văn vội vàng đặt tách trà trong tay xuống, nhìn về phía cậu bé bên cạnh nói. Hôn lễ đang được tiến hành như mong đợi, theo báo cáo của tai mắt bên đế khư, trong đế khư cực kỳ yên tĩnh, không có dấu hiệu làm loạn, cậu bé cúi người đáp. Chương 4485 hừ, làm loạn, Điền Văn cười nhạo nói, bây giờ Tiêu Chính Văn đã chết, chúng còn dám làm loạn ư. Nếu biết thức thời, chúng nên chủ động ra khỏi đế khư, giao đế khư lại cho tôi. Nếu không vùng ngoài lãnh thổ không còn chỗ đứng cho chúng, thậm chí Điện Thần Long sẽ bị giết sạch. Nói đến đây Điền Văn đắc ý bật cười. Bên Điền Khải cũng đang bàn luận về quyền ở đế khư. E là Điền Văn muốn độc chiếm đế khư nên mới đưa Tần Lương Ngọc đến đất Ngụy, nhưng muốn độc chiếm đế khư e là phải hỏi chúng ta xem có đồng ý hay không đã. Điền Khải quay sang nhìn Khổng Tề Thiên đang thưởng thức trà, nở nụ cười nham hiểm. Đến lúc đó Tề Thiên Thư Viện sẽ phối hợp với hành động của cậu, nhưng đế khư phải có phần chia đều của tôi và cậu mới được, Khổng Tề Thiên cũng nhấp một hớp trà nói. Đúng lúc này một tin tức bùng nổ truyền đến nhà họ Bạch. Cái gì, Ngụy Võ Hầu, chết rồi hả? Bạch Thiên Khởi trợn to mắt. Bạch Ngọc Trinh cũng đổi sắc. Thân là con cháu nhà họ Bạch, có phong ba bão táp nào mà họ chưa từng thấy đâu. Nhưng sau khi nghe được tin tức này, hai anh em họ cũng sửng sốt. Họ không dám tin vào tin mình. Cái chết của Ngụy Võ Hầu chắc chắn gây ra sự thay đổi cực lớn, thậm chí có thể là một trận chiến đẫm máu. Bạch Thiên Khởi nuốt nước bọt, vẫn chưa hoàn hồn nói. Bây giờ bầu không khí trong thành Đại Lương cực kỳ nặng nề, sắc mặt Ngụy Vinh Kỳ tái mét, đã gần nửa ngày từ sau khi Tiêu Chính Văn đi khỏi thành Đại Lương rồi. Nhưng trong nửa ngày này, Ngụy Vinh Kỳ vẫn cứ lặng im ngồi ở đó không nói một lời nào. Người xung quanh đều im như thóc nhìn hắn, thậm chí còn thận trọng thở nhẹ. Lúc này Ngụy Vinh Kỳ đã tức giận đến cực điểm. Ngụy Võ Hầu là niềm hy vọng duy nhất cho nước Ngụy phục hưng,
cả nước Ngụy ngoài ông ta thì không còn ai có thể từ một người dân bình thường đi đến bước đường hôm nay. Những người có tài năng cực cao dù đi đến cấp bậc như Ngụy Võ Hầu thì còn có ý nghĩa gì nữa? Tất cả mọi người thường có mong đợi cực kỳ cao với thiên tài, mà người bình thường cũng chưa từng nghĩ đỉnh cao mà thiên tài đạt đến là mục tiêu mình có thể theo đuổi. Nhưng Ngụy Võ Hầu lại khác, ông ta chỉ là một dân thường đến từ thế tục, ông ta có thể đi đến bước này đều có ý nghĩa trọng đại với mọi người. Muốn phục hưng đầu tiên là phải có nhân tài là tất cả. Có tấm gương sống là Ngụy Võ Hầu sẽ sớm có thể thu hút nhiều người thế hệ trẻ, chỉ cần đào tạo ra vài cao thủ thiên cảnh trong số họ thì nước Ngụy sẽ trở thành nước mạnh nhất trong các nước. Nhưng mọi thứ đều biến thành hư vô chỉ vì sự xuất hiện của người mặc đồ đen. Thế nên sao hắn có thể cam lòng được? Chương 4486 người đâu, chuẩn bị xe. Ngụy Vinh Kỳ không cảm xúc trầm giọng nói. Nhưng ngay khi Ngụy Vinh Kỳ vừa đứng lên, không gian xung quanh đều tràn ngập sát khí. Ngay cả đám người ở dưới hành lang cũng rùng mình một cái. Hôm nay có thể nói là sự sỉ nhục của cả nước Ngụy, là sự sỉ nhục của tất cả người Ngụy. Từ khi nước Tần tiêu diệt 6 nước chưa từng có ai giết người xong rồi rời đi trước ánh mắt chăm chú của rất nhiều binh lính nước Ngụy như hôm nay. Hầu như cả ngoài lãnh thổ đều bùng nổ bởi tin tức này, nhất là Đông Vực, sau khi biết được tin tức này thì hoàn toàn sục sôi. Không cần đoán họ cũng có thể biết chắc chắn là nhà họ Khổng hoặc Điền Văn ra tay. Xem ra chúng ta đều xem thường Điền Văn rồi, hắn vẫn rất to gan đấy. Đây gọi là to gan à? Đây là ngang ngược, đúng thế, mặc dù trước đó Điền Văn đã làm một số việc không đúng nhưng chuyện hôm nay lại có thể viết thành cuốn sách. Không ít người đều thầm kích động, thật ra so với Ngụy Vinh Kỳ, họ càng mong Điền Văn thống trị Đông Vực, dù sao ngoài mặt nhà họ Khổng cũng rất ôn hòa, chỉ cần không uy hiếp đến sự thống trị của nhà họ Khổng và Điền Văn thì họ cũng không làm khó gia tộc lớn ở Đông Vực. Nhưng Ngụy Vinh Kỳ lại không như thế. Từ thời kỳ chiến quốc mọi người thường gọi hắn là tên điên. Thậm chí năm đó Thành Đại Lương bị tấn công, Ngụy Vương đã ra đầu hàng nhưng Ngụy Vinh Kỳ vẫn còn dẫn hàng ngàn người đánh vào đội quân Đại Tần. Kết quả cuối cùng vẫn là tất cả người ở không một ai sống sót, chỉ có một mình hắn chạy vào vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng có thế nào tôi cũng không nghĩ Điền Văn là người khí phách như thế. Lúc này cũng có người bắt đầu nghi ngờ. Dù sao trước đó mọi người cũng tận mắt nhìn thấy Điền Văn bị ép buộc giết Tư Không Phàm ở Đế Khư. Một chữ đáng sợ làm sao có thể hình dung được Điền Văn lúc đó. Thật ra không khó đoán, cậu chủ có tu vi thiên cảnh cũng chỉ có 5 người thôi, và 2 người đến từ Tây Vực. Tây Vực trước giờ không có thủ oán gì với nước Ngụy, không thể ra tay với họ được. Khổng Tề Thiên lại có trở ngại là nhà họ Khổng nên cũng sẽ không trở mặt với Ngụy Vinh Kỳ, còn Điền Khải ấy à? Cậu ta trước giờ cũng chỉ là cái bóng của Điền Văn thôi, còn lại cũng chỉ có Điền Văn. Đúng thế, ngoài Điền Văn, đâu còn cao thủ thiên cảnh thứ 6 chứ? Dù sao Ngụy Võ Hầu cũng đã đột phá thiên cảnh, trừ khi đối phương cũng là cao thủ thiên cảnh, nếu không không thể khiến ông ta bị thương. Kết hợp với những chi tiết trước đó, Ngụy Vinh Kỳ bắt tay với Triệu Thắng giết đến Đông Vực khiến anh em Điền Văn bị chèn ép đến mức nhếch nhác, thật ra hai bên đã gây thù trước đó. Người có động cơ giết người nhất cũng chỉ có một mình Điền Văn. Chương 4487 lúc này trong nhà Điền Văn, một chủ sự nhà họ Khổng đã đến, người này có địa vị khá cao trong nội bộ nhà họ Khổng, thậm chí có thể sánh ngang với viện trưởng Tề Thiên Thư Viện. Mặc dù tu vi người này không cao, chỉ mới ở cảnh giới đại đế nhưng dù sao thân phận cũng cao nên Điền Văn vẫn tự mình đến trước cửa đón. Tiền bối Khổng thích, cơn gió nào đưa ông đến chỗ tôi vậy? Điền Văn bước đến trước chắp tay lại ngờ vực hỏi. Cậu chủ, chuyện này còn cần phải hỏi sao, Khổng Tích cười nói. Điền Văn nhướng mày đanh mặt nói, tiền bối, ý ông là sao? Tôi không hiểu gì cả. Cậu chủ, nhà họ Khổng và nhà họ Điền vốn dĩ là người một nhà, nhưng dù là người một nhà cần gì phải nói khách sáo với nhau. Bây giờ đã truyền đi rầm rộ khắp nơi, cậu chủ không cần phải giấu tôi nữa chứ nhỉ? Khổng Tích mỉm cười nói. Tin đồn gì, sắc mặt Điền Văn càng trở nên khó coi, hắn mơ hồ cảm thấy hình như không phải là chuyện tốt. Dĩ nhiên là chuyện ngàn dặm xa xôi đánh lén Thành Đại Lương và giết Ngụy Võ Hầu, Khổng Tích vuốt râu, đắc ý cười nói. Gì cơ, nghe thế Điền Văn nổi giận nói, là ai đã đồn thổi như thế? Tôi đến Đại Lương lúc nào?
Đừng nói là chuyện này thật sự không liên quan đến Điền Văn, dù có là do hắn làm, bây giờ đã loạn đến nước này, hắn đâu dám dẫm vào vũng bùn này nữa. Hơn nữa sức mạnh của nước Tề và nước Ngụy không thua kém là mấy, thậm chí nước Tề còn rất nhiều phương diện không bằng nước Ngụy, lúc này mà hắn tự mình đánh giết Thành Đại Lương, chém chết Ngụy Võ Hầu để ra oai với nước Ngụy à. Dù não có bị úng nước, hắn cũng không làm ra loại chuyện ngu ngốc như thế. Ồ, không phải cậu chủ làm à? Lẽ nào là em trai cậu sao? Khổng Tích nhíu mày, sau đó cười nói. Ông, sắc mặt Điền Văn lập tức trở nên khó coi, vung tay áo nói, tiền bối Khổng Tích, chuyện này không liên quan đến anh em tôi. Tôi nghĩ chưa chắc là không liên quan. Điền Văn vừa dứt lời, Điền Khải bỗng bay đến. Lúc này sắc mặt Điền Khải còn khó coi hơn cả Điền Văn, như có ý nếu một lời không hợp sẽ lao vào đánh với Điền Văn. Hắn cũng vừa nhận được tin nên lập tức chạy đến đây. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nếu không cẩn thận thì hắn cũng sẽ bị liên lụy. Đứng thấy bây giờ hắn đã có tu vi thiên cảnh mà lầm, mấy người họ dù sao cũng chỉ mới là cảnh giới thiên cảnh cấp 1, nếu chọc giận nước Ngụy thật thì có lẽ sẽ có đại tài thiên cảnh cấp 2 tiêu diệt luôn hai anh em. Nước Ngụy là vùng lãnh thổ rộng lớn, vô số nhân tài đến nỗi không đếm được, dù giết họ thật thì nước Tề có thể làm gì được. Chương 4488 dù sao hai người bọn hắn cũng thất lễ trước. Hơn nữa một khi chọc vào tên quái vật thời kỳ chiến quốc đó, dù đại tài của nước Tề ra mặt giảng hòa, họ cũng khó thoát được cái chết. Thế nên cho dù thế nào Điền Khải cũng sẽ không chịu trách nhiệm chuyện này thay Điền Văn. Hừ, tôi lại nghĩ có thể là do chú làm đấy, Điền Văn quay đầu lại nhìn Điền Khải, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Chỉ cần hắn chết, người được lợi chẳng phải là Điền Khải sao? Chỉ riêng điều này thôi, Điền Khải đã có động cơ vứt tội này cho hắn rồi. Điền Văn, e là anh không biết tính nghiêm trọng của chuyện này nhỉ? Ngụy Vinh Kỳ đã đến chỗ Ngô Khởi rồi, theo tôi được biết mặc dù Ngô Khởi không tự mình xuống núi nhưng con gái ông ta Ngô Thiên Hoa đã chạy đến nước Ngụy rồi. Con gái Ngô Khởi có sức chiến đấu thế nào thì không cần tôi phải nói nữa nhỉ? Với thực lực của cô ta, muốn giết anh hay tôi cũng chỉ là chuyện đơn giản. Ngay cả Tử Cống cũng không thể làm gì được cô ta, anh vẫn còn muốn đẩy tội danh này cho tôi à? Nằm mơ đi, nói đến cuối Điền Khải gần như đang gào lên. Con gái của Ngô Khởi không nổi tiếng nhưng chỉ có người ở ngoài lãnh thổ mới biết cô gái này đáng sợ thế nào. Miêu tả cô ta bằng từ la sát cũng không đủ, chỉ cần cô ta ra tay thì trong hàng ngàn mét, dù là vài đại tài xa xưa cũng phải thận trọng với cô ta. Dù ngại thể diện của nhà họ Khổng và Thiên Đạo Minh Ước, Ngô Thiên Hoa cũng sẽ không làm tới cùng, nhưng tính mạng của hai người đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Hừ, chú cũng biết chuyện này sao, Điền Văn cười mỉa, lạnh lùng hỏi ngược lại. Sao có thể là tôi được, Điền Khải bị Điền Văn chọc tức, hai bên lập tức dương cung bạt kiếm với nhau. Hai cậu chủ, tôi hơi hoang mang rồi đấy, cho dù chuyện này là do ai làm, đều phải trấn áp sự kiêu căng của người Ngụy, dù đối với người Tề hay với Đông Vực cũng đều là chuyện tốt, cần gì phải đùn đẩy trách nhiệm. Khổng Thích mỉm cười nhìn hai người nói. Nhưng ông ta vừa dứt lời, một luồng sáng bỗng chốc lao đến. Mặt mày Tử Dư lạnh băng nhìn hai anh em Điền Văn hỏi, nói. Rốt cuộc là ai làm? Bây giờ chuyện này đã không giống chuyện vặt như trước, cái chết của Ngụy Võ Hầu đã dấy lên một làn sóng lớn, tính nghiêm trọng của chuyện này đã vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Không phải tôi làm, Điền Văn lạnh lùng nói. Là cậu à, nói rồi Tử Dư quay sang nhìn Điền Khải, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, sát khí ngút trời. Trước tiên đừng vội ra tay. Đúng lúc này Hachiki Orochi cũng bước lên luồng sáng chạy đến đây. Chương 4489 chuyện này quả thật quá lớn, ngay cả ông già Ngô Khởi bị quấy rầy, Hachiki Orochi có thể không biết sự tình sao. Nhưng dù là Hachiki Orochi vẫn luôn muốn lợi dụng Điền Khải trợ giúp cho Vi Hào, lúc này cũng hết cách. Ngô Thiên Hoa không phải là người ông ta có thể chọc vào, sự tồn tại đó có thể chỉ cần giơ tay lên là có thể tiêu diệt Vi Hào. Huống gì phía sau cô ta còn có một Ngô Khởi đã mấy ngàn năm chưa xuống núi, người này càng sâu không lường được. Tôi chỉ muốn xác nhận rốt cuộc là ai đã chọc vào tai họa lớn này, có ngày gặp được người phụ nữ điên Ngô Thiên Hoa thì phải có lời giải thích mới được. Nói rồi Tử Dư nhìn chằm chằm Điền Khải. Rõ ràng là Tử Dư đã sẵn sàng đưa Điền Khải ra làm vật hy sinh rồi.
Là cậu làm thật sao? Nói rồi Hachiki Orochi nhìn Điền Khải. Không, không phải tôi thật mà, trán Điền Khải cũng toát đầy mồ hôi. Hắn biết rõ hơn ai hết, ngộ nhớ bị Tử Dư giao cho Ngô Thiên Hoa thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Cậu yên tâm, dù là cậu thật thì bọn tôi cũng sẽ đàm phán với người phụ nữ điên Ngô Thiên Hoa đó, nhưng cậu phải thành thật với bọn tôi, Tử Dư híp mắt nhìn Điền Khải nói. Không phải tôi, Điền Khải nghiến răng nghiến lời thanh minh. Hachiki Orochi và Tử Dư nhìn nhau, hai anh em Điền Văn không chịu nhận tội, chuyện này hơi phức tạp. Cho dù giao ai trong hai người họ cho Ngô Thiên Hoa, nếu nhận được câu trả lời này thì vẫn sẽ bị liên lụy khá nhiều. Thậm chí Hachiki Orochi và nhà họ Khổng đều sẽ bị hai người họ làm liên lụy. Nếu hai cậu không chịu thừa nhận, vậy thì đợi Ngô Thiên Hoa đến hỏi các cậu đi, đến lúc đó xem các cậu còn có thể nói được gì. Tử Dư hừ một tiếng nói. Nghe nói thế Điền Văn cũng sửng sốt, lẽ nào ngay cả Tử Dư cũng không tin hắn. Ông Tử Dư, ông rất biết cách nhìn người, chẳng lẽ ngay cả ông cũng nghĩ là hai anh em bọn tôi làm sao, Điền Văn khổ sở hỏi. Hai, Tử Dư thở dài nói, chuyện đã đến nước này có phải các cậu làm hay không đã không còn quan trọng nữa, ai bảo trước đó các cậu từng xảy ra mâu thuẫn với Ngụy Vinh Kỳ. Gây thù với hắn và có tu vi thiên cảnh, các cậu thử tìm xem cả ngoài lãnh thổ này có thể có người thứ ba không. Cao thủ thiên cảnh thế hệ trước gần như đều ở chiến trường ngoài vũ trụ, lẽ nào cậu bảo tôi nói với Ngô Thiên Hoa là đám lão già đó ngàn dặm xa xôi chạy từ chiến trường ngoài vũ trụ về để giết Ngụy Võ Hầu sao? Nói đến đây, Tử Dư lại trợn mắt nhìn hai người nói, nếu chỉ như vậy thì đã đành, nhưng các cậu lại tự cho mình thông minh, còn nói dù thế nào cũng sẽ không khiến Tần Lương Ngọc gả vào nước Ngụy. Chương 4490 điều này nói cho tất cả mọi người biết để ngăn không cho Tần Lương Ngọc gả cho Ngụy Võ Hầu, rất có thể các cậu ra tay giết người, hiểu không? Nghe Tử Dư nói thế, Điền Văn và Điền Khải đều sững sờ. Đúng là tất cả chứng cứ đều chỉ về phía hai người họ. Cho dù họ có thanh minh thế nào cũng không thanh minh được. Dù chuyện này không liên quan đến họ, Ngô Thiên Hoa cũng sẽ đến tìm hai người đầu tiên. Hơn nữa bây giờ nhà họ Khổng dồn sức bảo vệ Điền Văn, Hachiki Orochi lại muốn bảo vệ Điền Khải, chỉ là hai người đều biết rõ nhưng không trở mặt với nhau thôi. Nếu không phải bên hai nhìn chúng mảnh nước tề e là cũng lười quản chuyện bao đồng này. Hai cậu vẫn nên tự bảo trọng đi. Các cậu đừng nên tham gia vào cuộc tranh giành khí vận lần này, nếu không chỉ rước họa vào thân thôi. Tử Dư thở dài lắc đầu nói. Cuộc tranh đấu khí vận lần này có thể nói là quan hệ rất lớn, cho dù là nhà họ Khổng hay các thế lực khác đều cực kỳ xem trọng nó. Ai có thể giành được khí vận lần này thì có thể dẫn dắt thế lực của mình nắm quyền cả vùng ngoài lãnh thổ. Bây giờ các thế lực đều đang ra sức chuẩn bị chiến đấu, ngay cả đám người Chaos cũng bế quan trong thời gian này. Vốn dĩ Điền Văn và Điền Khải là người được nhà họ Khổng chọn, cho dù hai người họ ai giành được khí vận đều có thể trở thành trợ lực của nhà họ Khổng. Dù sao cả nước Tề đều tôn sùng Nho Sinh, đến lúc đó nhà họ Khổng có thể đứng ở phía sau thao túng mọi thứ. Nhưng chuyện ở thành Đại Lương lại làm loạn sắp xếp của nhà họ Khổng. Đưa mắt tiễn Hachiki Orochi và Tử Dư đi xa, Điền Văn và Điền Khải mới sầm mặt nhìn nhau. Lúc này hai người họ đều ước gì có thể giết đối phương mới chịu thôi, nhưng quan trọng nhất hiện giờ vẫn là khí vận thiên khu. Bây giờ thì hay rồi, khí vận thiên khu chỉ có thể dâng lên cho người khác, Điền Văn lạnh lùng nhìn Điền Khải, siết chặt nắm đấm. Hừ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chuyện này không liên quan đến tôi ngược lại vẫn muốn hỏi anh đó, nếu nhường khí vận thiên khu cho người khác, e là nhà họ Khổng sẽ không tha cho anh đâu. Điền Khải cũng không chịu thua kém nói móc lại. Khổng Tích bên cạnh đứng ra hòa giải, hai vị, thật ra dù ai trong hai cậu giết Ngụy Võ Hầu thì các cậu cũng không thể bước vào cuộc tranh đấu khí vận lần này. Nếu như thế thì chi bằng nhường vị trí của hai vị cho Bát Hiền Từ, không biết ý hai cậu thế nào. Tiền bối đang đùa phải không? Tề Thiên Thư Viện đã có một vị trí rồi, dù nhường thêm hai vị trí nữa thì nhà họ Khổng có thể đưa ai đến đây? Chương 4491 lãng phí hai vị trí, lãng phí của trời nhỉ, Điền Văn hừ một tiếng nói. Hai anh em Điền Văn đại diện cho Điền Văn, mỗi người có thể có một vị trí, nhà họ Khổng cũng có thể bảo một người trong Tề Thiên Thư Viện đến. Nhưng trong cùng một thế hệ,
nhà họ Khổng ngoài Khổng Tề Thiên thì không tìm được người thứ hai đến tham gia cuộc tranh đấu khí vận, nếu nhường lại hai vị trí này cho Bát Hiền Từ, nước Tề sẽ xong đời. Ngoài Bát Hiền Từ, hai vị còn có ứng viên nào tốt hơn sao? Khổng Thích mỉm cười nói. Mặc dù lời ông ta nói cực kỳ ôn hòa nhưng vẫn có ý ép buộc. Nghe thế hai anh em Điền Văn gần như đều nghĩ đến Điện Thần Long cùng một lúc. Đúng thế, nói chính xác hơn thì Điện Thần Long không thuộc về ai, nếu nói họ là người nước Tề thì cũng hợp lý. Họ không muốn người Điện Thần Long có thể giành được khí vận thiên khu mà là đang thèm muốn đất Thánh Đế Khư. Chỉ cần sáp nhập Điện Thần Long vào nước Tề thì dĩ nhiên phải nghe theo cậu chủ nước Tề rồi, đến lúc đó họ có thể thuận lợi đuổi người Điện Thần Long ra khỏi Đế Khư. Lấy đất Thánh Đế Khư trao đổi với Ngụy Vinh Kỳ, tin chắc chuyện Thành Đại Lương cũng có thể được dẹp yên. Dù sao một Ngụy Võ Hầu dù có quan trọng thế nào thì phân lượng của ông ta sao có thể so được với đất Thánh. Dù Điện Thần Long gặp may mắn gì thì cuối cùng khí vận cũng rơi vào tay hai người họ. Có thể nói đây là một bước đi tuyệt vời, một mũi tên trúng hai đích. Điện Thần Long. Hai người đồng thanh nói. Thật ra tôi nghĩ sáp nhập Bát Hiền Từ vào nước Tề, để Bát Hiền Từ chọn ra hai người thay thế hai người đến mới là kế sách tốt nhất, Khổng Thích mỉm cười nói. Nghe Khổng Thích nói thế, dù là Điền Văn hay Điền Khải, ánh mắt cũng lóe lên tia lạnh lùng. Thật ra mặc dù nước Tề là đất nước Nho giáo nhưng Nho sinh lại không có địa vị cao ở nước Tề, dù sao nhà họ Điền chỉ lợi dụng tư tưởng ngu ngốc của Nho giáo để ràng buộc người dân, không có nghĩa là bản thân họ cũng ngu ngốc. Nhưng Khổng Thích muốn sáp nhập Bát Hiền Từ vào nước Tề là có mục đích không tốt. Trong Bát Hiền Từ đều là đám người chẳng ra sao, Điền Văn biết rõ hơn ai hết, đó chẳng khác gì đang cài đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh mình. Mà Khổng Thích cũng tính khá đúng. Điền Văn và Điền Khải không dám tham gia vào trận chiến khí vận sau khi Ngụy Võ Hầu chết nữa, lúc này mới đích thân đến nói làm khách. Có thể nói quản lý cấp cao của nhà họ Khổng đã tính toán đâu ra đấy cả rồi. Mượn tay Ngô Thiên Hoa để loại bỏ Điền Văn hoặc Điền Khải, làm giảm thực lực chung của nước Tề, sau đó lợi dụng tầm ảnh hưởng của Bát Hiền Từ, thu mua lòng người. Nếu nhà họ Điền có thể thay thế nhà họ Khương thì nhà họ Khổng cũng có thể thay thế nhà họ Điền. Đừng thấy Điền Văn và Điền Khải liên tục có mâu thuẫn riêng mà lầm, liên quan đến quốc vận nước Tề thì hai người sẽ lập tức trở thành một tấm sắt đồng lòng chống lại bên ngoài. Tiền bối, chuyện nước Tề không cần ông phải nhọc lòng tốn sức, Điền Văn lạnh lùng nhìn Khổng Thích. Chương 4492 thấy Điền Văn và Điền Khải đã có ý đuổi mình đi, Khổng Thích cười nói, hai, thật ra tôi cũng có ý tốt thôi. Nếu hai cậu không chịu nhận thì mặc kệ hai cậu vậy. Nhưng ngộ nhỡ hai cậu không còn đường lui nữa vẫn có thể suy xét đến những lời tôi vừa nói. Nhà họ Khổng nhập vào nước Tề, mặc dù hai cậu mất đi vài danh phận nhưng ít nhất có thể bảo vệ tính mạng, chỉ cần nhà họ Khổng tôi muốn, dù Tử Dư không đồng ý, người khác cũng có thể bảo vệ cho hai cậu. Nói rồi Khổng Thích chắp tay lại với hai anh em, xoay người dẫn hai tiểu đồng lên xe. Lão già chết tiệt, Điền Văn nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng chửi. Điền Khải cũng nheo mắt lại, hít sâu một hơi nói, không thể để đám chó già nhà họ Khổng bày mưu tính kế được. Những chuyện này đều do Tần Lương Ngọc mà ra, cứ bắt bà ta dùng mạng đổi mạng. Tiêu Chính Văn đã chết, bây giờ Điện Thần Long chỉ còn lại Tần Lương Ngọc và Từ Huy Tổ còn có thể tham gia vào trận chiến. Cho dù Trần Huy Tổ và Viên Thiên Canh cùng tiến lên thì bọn họ cũng đừng nghĩ tới việc yên ổn rút lui. Nói đến đây, Điền Khải và Điền Văn liếc nhìn nhau. Sau đó tiến về phía Đế Khư với sự ngầm hiểu. Nhưng lúc anh em Điền Văn đến cửa lần nữa, Điện Thần Long không ai thèm quan tâm đến bọn họ, đừng nói là đón tiếp, mà ngay cả người ngăn cản cũng không có. Chỉ có một binh lính ngự lâm đi thông báo khi nhìn thấy hai người họ. Điền Văn giễu cợt, Tiêu Chính Văn chết rồi mà bọn họ vẫn dám ngông cuồng như vậy. Nếu Tiêu Chính Văn còn sống, người của Điện Thần Long coi thường bọn họ cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì Tiêu Chính Văn vẫn có thể ngang hàng với các cậu chủ ở khía cạnh nào đó. Hơn nữa, nếu không phải 5 người bọn họ hợp lực thì cũng không thể dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn đã chết, cho dù cảnh cáo thì người của Điện Thần Long cũng không nên đối đãi với bọn họ như vậy. Điện Thần Long không kiêu ngạo được mấy ngày nữa đâu. Ngược lại, anh không được có ý đồ gì với Điện Thần Long, đừng quên cái chết của Ngụy Võ Hầu có liên quan đến Tần Lương Ngọc. Điền Khải chế nhạo,
rõ ràng là đang nhắc nhở Điền Văn, cho dù hắn cấu kết với người của Điện Thần Long thì cũng đã đến lúc vạch rõ ranh giới. Điền Khải đã nhận được tin Ngụy Võ Hầu bị tấn công từ trước. Người mặc đồ đen chính là người đã đánh giết từ trong lầu gác của Tần Lương Ngọc. Nếu người đó không phải Điền Khải, vậy thì người trốn trong phòng của Tần Lương Ngọc chắc chắn là Điền Văn. Chương 4493 đây cũng là lý do tại sao Điền Khải nghĩ đến việc lợi dụng trận chiến tranh giành khí vận để loại bỏ Điện Thần Long. Mà trong đầu Điền Văn cũng có suy nghĩ này. Hai người họ gần như cùng lúc nghĩ đến chuyện ở thành Đại Lương, rất có thể là do đối phương và Điện Thần Long cùng bày trò. Vì vậy, chắc chắn phải loại bỏ Điện Thần Long. Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi. Điền Văn lạnh lùng nói. Hừ, Điền Khải khịt mũi, không tiếp lời Điền Văn nữa. Thay vào đó, hắn nhìn về phía Đế Khư. Lúc này, Tần Lương Ngọc và Long Nguyệt đang uống trà trong một tiệm trà. Từ một tháng trước, Trương Lăng Phong đã rời nhà họ Trương và nhiều thế gia võ tông các gia vùng ngoài lãnh thổ theo ý của Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, rất nhiều người dân cũng tiến vào Đế Khư. Dù sao thế gia võ tông trong giới thế tục cũng cần cuộc sống bình thường, những nơi như hàng rượu quán trà cũng cần có người điều hành. Thưa thành chủ Tần, thưa cô Long Nguyệt, có anh em Điền Văn và Điền Khải đích thân đến thăm. Lúc này, một người lính ngự lâm thở hổn hển chạy đến, chắp tay báo cáo với hai người họ. Điền Văn, cậu ta tới đây làm gì? Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày, vừa định đứng dậy, Long Nguyệt đã đưa tay ngăn Tần Lương Ngọc lại, hay cứ bảo bọn họ đến đây đi. Mặc dù anh em Điền Văn là cậu chủ chiến quốc, có địa vị cao, nhưng đến Đế Khư thì mọi người đều bình đẳng, hơn nữa ở Đế Khư, bọn họ mới là chủ, dù Điền Văn có thân phận tôn quý đến đâu thì cũng chỉ là khách mà thôi. Anh em Điền Văn đột nhiên xuất hiện ở Đế Khư vào lúc này chắc hẳn không có ý đồ gì tốt đẹp, vì vậy, Long Nguyệt đương nhiên sẽ không nể mặt bọn họ. Được, Tần Lương Ngọc quay sang nói với người lính ngự lâm, cậu hãy dẫn đám người Điền Văn tới đây. Rõ, ngự lâm vệ đáp một tiếng rồi nhanh chóng quay lại cổng Đế Khư. Thưa hai vị, thành chủ Tần đang uống trà, không tiện ra đón, mời hai vị vào trong. Người lính ngự lâm làm động tác mời, muốn dẫn bọn họ đi gặp Tần Lương Ngọc. Nếu là người khác thì không sao, nhưng anh em Điền Văn là cậu chủ cao quý sao có thể tiếp đón sơ sài như vậy được. Chương 4494 trước đây bọn họ đến Tề Thiên Thư Viện. Khổng Tề Thiên cũng phải chủ động ra cửa tiếp đón. Theo lý mà nói, thân phận của Tần Lương Ngọc còn kém xa Khổng Tề Thiên, lẽ nào không nên đích thân ra tiếp đón bọn họ sao? Nhưng Tần Lương Ngọc lại để mặc bọn họ ở cổng, hơn nữa còn sai một người lính ngự lâm ra dẫn bọn họ đến quán trà, đây là đang sỉ nhục bọn họ. Thôi bỏ đi, dù sao bọn họ cũng sắp chết rồi. Điền Văn hít sâu nói ẩn ý. Thực ra cho tới bây giờ, hắn vẫn nghi ngờ Điền Khải thông đồng với Điện Thần Long từ trước. Mà thái độ thờ ơ của Tần Lương Ngọc càng khẳng định suy đoán của hắn. Tiêu Chính Văn đã chết, Tần Lương Ngọc to gan đến đâu thì cũng không dám coi thường cậu chủ như bọn họ. Nếu phía sau Tần Lương Ngọc không có ai chống lưng, chỉ dựa vào Điện Thần Long thì bà ta dám vô lễ như vậy sao? Điền Khải cũng cười mỉa mai với Điền Văn, hiển nhiên, trong lòng hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Khi Điền Văn và Điền Khải đến quán trà, Tần Lương Ngọc và Long Nguyệt chỉ liếc nhìn bọn họ, không hề đứng dậy, vẫn ngồi yên thưởng trà. Các người thật to gan, Điền Khải nghiến răng nói với Tần Lương Ngọc, đồng thời lại liếc nhìn Điền Văn. Có gì không ổn sao? Long Nguyệt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Điền Khải, trong mắt không có một tia sợ hãi. Hừ, cô chỉ là một người hầu bên cạnh Tiêu Chính Văn, vậy mà dám nói chuyện với chúng tôi bằng giọng điệu như thế. Cho dù Tiêu Chính Văn còn sống thì anh ta cũng không dám khinh thường tôi. Điền Khải vô cùng tức giận, một con nhóc phát mũi chưa sạch mà cũng dám cãi lại hắn. Giới thế tục có câu, bạn đến có rượu ngon, sói đến có súng săn. Chúng ta không phải bạn bè, cũng chẳng thân thiết gì cả, chúng tôi không chĩa súng vào đầu các người đã là khách khí lắm rồi. Long Nguyệt lạnh lùng nói. Cô, Điền Khải còn chưa kịp nói xong, Tần Lương Ngọc đã lạnh lùng nói. Hai vị từ xa xôi đến Đế Khư chắc không phải để ra vẻ thị uy đâu nhỉ. Có gì thì nói thẳng đi, chúng tôi còn có chuyện gấp. Thái độ của Tần Lương Ngọc càng rõ ràng hơn, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Xem ra các người muốn tôi thay Tiêu Chính Văn dạy dỗ các người cách tiếp khách nhỉ. Điền Văn lạnh lùng nhìn Tần Lương Ngọc và Long Nguyệt.
Không ngờ hai vị cậu chủ lại ức hiếp người khác, hơn nữa còn ức hiếp hai người phụ nữ yếu đuối. Lẽ nào các người không sợ mất mặt sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, sau đó Trần Huy Tổ bước vào phòng trà. Chương 4495 sau lưng ông ta là Từ Huy Tổ và Lý Bạch. Nếu chỉ là Trần Huy Tổ và Tần Lương Ngọc thì anh em Điền Văn chắc chắn sẽ không cần để tâm, nhưng Từ Huy Tổ thì khác. Ông ta là con trai của Từ Đạt, đồng thời cũng là cận thần của nhà họ Chu, bọn họ đã đắc tội với nước Ngụy, bây giờ lại đắc tội với hoàng tộc thì e rằng ngay cả nhà họ Khổng cũng không bảo vệ được bọn họ. Nếu cậu chủ cũng biết mình là khách thì nên tuân chủ theo quy tắc của chủ nhà. Hơn nữa, dù Tiêu Chính Văn còn sống hay không thì cũng không đến lượt hai cậu chủ ra lệnh ở đế khư. Tần Lương Ngọc lạnh lùng đáp. Tần Lương Ngọc, Điền Khải nghiến răng, tức giận nói, cái chết của Ngụy Võ Hầu chắc chắn liên quan đến bà. Nhà họ Ngụy chắc chắn sẽ không tha cho bà đâu. Tôi khuyên bà, tốt nhân nên giao hung thủ ra đây, nếu không, nói đến đây, khí tức quanh người Điền Khải đột nhiên thay đổi, một luồng uy lực mạnh mẽ tỏa ra, cả quán trà đều rung chuyển theo. Tôi thật sự không biết nên trả lời cậu thế nào. Nếu cậu thật sự muốn hỏi thì tôi chỉ có thể nói, người giết Ngụy Võ Hầu đang ở trong đế khư. Nghe vậy, Điền Văn và Điền Khải quay sang nhìn nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng chưa từng thấy. Tần Lương Ngọc nhìn hai người, cười nhạt nói, thật ra vấn đề này, hai vị đã có đáp án từ lâu rồi, mấy ngày trước chẳng phải hai vị đã nói người áo đen kia là anh Tiêu, không đúng sao? Lời vừa dứt, sắc mặt hai người Điền Văn và Điền Khải lập tức trở nên u ám, mặc dù điều Tần Lương Ngọc nói là thật, nhưng trong lòng họ, Tiêu Chính Văn đã chết ở Minh Hà từ lâu rồi. Vì vậy, lời nói này của Tần Lương Ngọc, theo họ thấy là đang giễu cợt họ. Dẫu sao sau khi nhận được sức mạnh của Tiêu Chính Văn, họ cũng lần lượt đột phá thiên cảnh, vì vậy, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có cơ hội sống sót, sao người áo đen kia là Tiêu Chính Văn được chứ? Hơn nữa, trước khi vào Minh Hà, Tiêu Chính Văn mới chỉ đạt tới đế cảnh cấp 2, mà người chém giết Ngụy Võ Hầu lại là cao thủ thiên cảnh. Sao một người có thể đột phá 8 cảnh giới nhỏ trong nửa năm được? Hừ, bất kể bà biện bạch ra sao, chuyện thành Đại Lương cũng không thể không liên quan đến Điện Thần Long các người, nhất là Tần Lương Ngọc bà có liên quan trực tiếp đến chuyện này. Điền Văn nhìn Điền Khải đầy ẩn ý, giọng nói lạnh như băng. Tôi không giết người, tin rằng ai ở đây cũng quá rõ. Chẳng lẽ cậu lại định dở mánh khóe cũ, kéo tôi đi gánh tội thay sao? E rằng cũng không thuyết phục được phía Ngụy Vinh Kỳ đâu. Tần Lương Ngọc cười nhạt, châm biếm lại. Đúng là dù họ áp giải Tần Lương Ngọc đến thành Đại Lương, cũng căn bản không cách nào làm lửa giận của Ngụy Vinh Kỳ lắng xuống. Dẫu sao cảnh giới của Tần Lương Ngọc bày ra đó, cách thiên cảnh còn một khoảng rất lớn, mà quả thật người áo đen ra tay hôm đó đã có tu vi bước chân vào thiên cảnh. Chương 4496 Ngụy Võ Hầu vô cùng trọng yếu đối với nước Ngụy, không phải vài ba lời hoặc chút lợi ích là có thể mua chuộc được. Tần Lương Ngọc, bất kể thế nào, lúc ấy bà cũng là người biết rõ mọi chuyện, giọng Điền Văn lạnh như băng. Vậy hả, nhưng sau chuyện này, cậu chủ Vinh Kỳ cũng không hề gây phiền toái gì cho người phụ nữ yếu đuối như tôi, người càng thích so đo càng đáng chết, hàng càng thích so đo càng đáng vứt đi. Tần Lương Ngọc trào phúng hoàn toàn không thèm che giấu. Lời vừa nói ra, bất kể trên mặt Điền Văn hay Điền Khải đều có chút khó chịu. Nhưng điều này cũng làm cho nghi ngờ của hai người họ càng sâu hơn. Nếu hôm nay hai người chỉ tới hỏi chuyện này, tôi nghĩ giờ hai người có thể về rồi, Long Nguyệt cũng ra lệnh tiễn khách không khách sáo chút nào. Hừ, miệng lưỡi sắc bén, có điều, sao Điền Văn tôi có thể là người nhỏ nhen như thế? Hôm nay khí vận thiên khu sắp xuất thế, nếu Tiêu Chính Văn vì cứu chúng tôi, mà mất đi tính mạng thì cậu chủ đây nguyện nhường cơ hội lần này cho Điện Thần Long các người. Vừa nói, Điền Văn vừa ném lệnh bài màu vàng đang cầm trong tay về phía Tần Lương Ngọc. Chỉ có người cầm lệnh bài màu vàng này, mới có thể tham gia tranh đoạt khí vận, người không có lệnh bài, cho dù đoạt được khí vận cũng sẽ bị thế lực khắp nơi xé thành mảnh vụn ngay tại chỗ trong nháy mắt. Ồ, Điền Văn rộng lượng thật đó, có điều. Tôi lại cho rằng nếu hai cậu chủ đi tranh đoạt khí vận trước, khó đảm bảo sẽ không bị đám người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng nhằm vào nhỉ. Nói cách khác, cậu chủ muốn kéo Điện Thần Long chúng tôi đi chịu trách nhiệm thay. Tần Lương Ngọc nhìn lệnh bài trên bàn, cũng không đưa tay đón lấy. Giờ phút này, Ngụy Vinh Kỳ đang bực bội, ai thay Điền Văn tham gia tranh khí vận,
cũng sẽ bị đám người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng nhằm vào, đây là sự thật hiển nhiên. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Điện Thần Long cũng chưa bao giờ được các phe vùng ngoài lãnh thổ công nhận, tranh khí vận thiên đô lần trước là nhờ Thanh Liên dốc sức sắp xếp, Tiêu Chính Văn mới có thể giành được khí vận thiên đô. Mà lần này khí vận thiên khu có mối liên quan rất rộng, thế lực khắp nơi cũng sẽ không chấp nhận Điện Thần Long, vô hình chung, Điện Thần Long sẽ trở thành đối tượng bị đả kích. Loại thủ đoạn mượn đao giết người này sao có thể giấu được cái nhìn của Tần Lương Ngọc? Không sai, Điện Thần Long chúng tôi không thuộc về nước Tề, càng không phải là người nước Tề, không có lý do thay thế cậu chủ đi tranh giành khí vận, Long Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn về phía hai người Điền Văn và Điền Khải. Không sai, đúng là các người có thể không nghe theo mệnh lệnh. Nhưng chúng tôi không tới bàn chuyện này với các người, chỉ tới báo trước một tiếng thôi. Tranh giành khí vận thiên khu, bất kỳ phe nào chủ động bỏ quyền, cũng đồng nghĩa đối địch với toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ, các người không chỉ phải đấu với một phía chúng tôi, mà là tất cả thế lực vùng ngoài lãnh thổ. Chương 4497 đến lúc đó, các người cho rằng Điện Thần Long vẫn có thể yên ổn ở lại đế khư sao? Điền Văn thẳng thừng trở mặt. Quả thật, Điền Văn đã truyền tin Điện Thần Long đại diện nước Tề xuất chiến tranh giành khí vận thiên khu ra ngoài, nếu Điện Thần Long chủ động bỏ quyền, chẳng khác nào làm mất mặt toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Khí vận thiên khu quan trọng đến mức nào ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng Điện Thần Long lại coi thường khí vận thiên khu, đó chắc chắn là vả vào mặt toàn bộ thế lực vùng ngoài lãnh thổ. Ngay cả Điền Văn cậu cũng đã nói vậy thì chúng tôi cũng không thể nói gì được nữa, có điều, bản thân Điền Văn cậu cũng tới từ giới thế tục, vì sao cứ phải nhằm vào Điện Thần Long chúng tôi như vậy? Vốn là cùng giống nòi, môi hở răng lạnh mà. Tần Lương Ngọc lạnh lùng mở miệng hỏi. Điện Thần Long các người hay Hoa Quốc thế tục vốn nên tôn phụng tôi là Đại Thánh Nho Học, càng nên cung phụng Khổng Thánh, nhưng các người thì hay rồi, diệt nhà họ Khổng còn dỡ cả Khổng Miếu, đây là uống nước quên nguồn. Nếu các người có thể thuyết phục Hoa Quốc, xây dựng lại Khổng Miếu, đồng thời cung phụng Nho Học làm quốc giáo, cho chúng tôi có thể hưởng thụ được tài nguyên trong thế tục, vậy cậu chủ đây có thể cân nhắc cho các người một đường sống. Điền Văn cũng nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình. Ồ, nói cách khác, nếu chúng tôi không muốn cùng một hạng với nhà họ Khổng, không muốn tuân thủ nho thuật nữa thì các người định tiêu diệt giới thế tục Hoa Quốc luôn sao? Nhắc tới thế tục Hoa Quốc, sắc mặt Long Nguyệt đột nhiên lạnh lùng đi, trong mắt lóe lên từng ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía Điền Văn. 2000 năm qua, người thế tục không thờ phụng nho giáo, hôm nay, còn dám bêu xấu con em nho ra bán nước cầu vinh. Bất kể tôi hay nhà họ Khổng sẽ không tha cho các người. Không thể sử dụng thì phải loại trừ, Điền Văn lạnh lùng mở miệng nói. Nho ra bán nước đã là sự thật không thể phủ định, vì sao Đại Minh diệt vong? Sao Thiên Tử Đại Tống bị giao cho người Kim? Người khác không biết chuyện đằng sau, nhưng hẳn Điền Văn biết rõ hơn ai hết nhỉ? Dù Điền Văn không biết chuyện, vậy Khổng Tề Thiên thì sao? Ông ta là kẻ sai khiến đằng sau mà. Tần Lương Ngọc lạnh lùng nhìn về phía Điền Văn, không chút khách khí châm biếm lại. Tần Lương Ngọc, dù Tiêu Chính Văn còn sống cũng không dám nói chuyện với chúng tôi bằng giọng điệu này. Khuôn mặt Điền Văn méo mó trong nháy mắt, sát khí tuôn ra từ cơ thể. Nhưng đám người Tần Lương Ngọc hay Từ Huy Tổ đều không sợ hãi chút nào. Dẫu sao đây cũng là sự thật, nếu không có Trương Cư Chính cải cách thuế má, thu thuế chỉ lấy bạc trắng. Dân cư Đại Minh cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khốn đốn khắp nơi. Từ một góc độ khác mà nói, chính vì hành động mưu lợi cho đảng Đông Lâm của Trương Cư Chính cuối cùng làm Đại Minh hoàn toàn bị diệt vong. Chương 4498 hơn nữa, có người thậm chí còn thống kê, từ thời Hán tới nay, số thư xin đầu hàng mà Nho Sinh viết không dưới ngàn bức, bắt tay với người ngoài cũng là do Nho Sinh đứng đầu. Nếu như cậu Tiêu ở đây thì Điền Văn cậu dám bày mưu tính kế với Điện Thần Long như vậy sao? Tần Lương Ngọc cười nhạt, châm chọc lần nữa. Rất tiếc, Tiêu Chính Văn đã chết. Những lời này của Điền Văn gần như là hét lên, cuối cùng ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn lướt qua mặt mọi người, sau đó phất tay áo rời đi. Điền Khải cũng tức giận hừ một tiếng, bước theo Điền Văn. Mãi đến khi hai người đi xa, Trần Huy Tổ mới lắc đầu nói, thậm chí phong thái cậu chủ mà hai người họ cũng đánh mất, có thể thấy, những gì cậu Tiêu đã làm với họ trước đó, khiến họ bị đả kích rất lớn. Việc Điền Văn bị buộc tự tay giết cận vệ của mình trước đó tới bây giờ đã truyền đi rộng rãi, mà hôm nay, Điền Văn lại thẳng thừng mắng mỏ một người phụ nữ, hoàn toàn không có phong độ của người cấp cao,
phong độ còn không bằng người thường. Thật ra trước đây, Tiêu Chính Văn đã âm thầm điều tra, đám người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng cũng từng được mời đi Minh Hà, nhưng khi biết thủ đoạn hèn hạ của đám người Điền Văn, hai người đã quả quyết cự tuyệt. Dẫu sao Ngụy Vinh Kỳ vốn dĩ rất cao ngạo, hắn hoàn toàn khinh thường việc dùng thủ đoạn hạ lưu này, mà Triệu Thắng lại xem thường chuyện bỉ ổi của Nho Sinh, lười đi cùng bọn họ. Chỉ từ một điểm này, cả Triệu Thắng hay Ngụy Vinh Kỳ đều còn giữ được phong độ của cậu chủ chiến quốc. Còn về Tiêu Chính Văn, vốn dĩ anh bày kế trêu đùa đám người Điền Văn, cũng bởi vì không coi họ ra gì. Hoặc cho tới bây giờ Tiêu Chính Văn cũng không coi bọn họ là đối thủ của mình, càng không dành cho bọn họ sự tôn trọng đáng có. Đúng rồi, bây giờ cậu Tiêu ở đâu? Tần Lương Ngọc nghiêng đầu nói với Long Nguyệt. Long Vương và vợ đang du ngoạn thưởng lãm danh sơn đại xuyên vùng ngoài lãnh thổ, Long Nguyệt mỉm cười nói. Thật ra Tiêu Chính Văn đã nhận được tin tức hai anh em Điền Văn muốn đến Đế Khư từ lâu, mà thái độ của Tiêu Chính Văn cũng nói lên rằng anh chưa bao giờ coi hai anh em Điền Văn ra gì. Long Vương bảo chúng ta có thể từ bỏ việc tranh giành khí vận thiên khu, đến lúc đó nếu có biến gì thì anh ấy sẽ tự ra mặt, Long Nguyệt tiếp tục nói. Thật ra khí vận thiên khu khác với các khí vận khác ở hai chữ thiên khu, nói cách khác cuộc đấu tranh khí vận lần này chủ yếu là giữa truyền nhân của các thế lực lớn, hoặc là giữa các gia tộc của thời kỳ xa xưa. Nhà họ Điền của Điền Văn và nhà họ Ngụy của Ngụy Vinh Kỳ đều là gia tộc lớn thống lĩnh một nước ở thời kỳ Tiên Tần mới có tư cách tham gia giành thiên khu. Mà Điền Văn và Điền Khải bị chuyện ở thành Đại Lương liên lụy nên không dám lộ mặt. Chương 4499 ngoài việc loại bỏ Điện Thần Long, họ không dám để các thế lực khác của Đông Vực đại diện cho nước Tề tham gia tranh đấu, đồng nghĩa với việc thừa nhận địa vị của các gia tộc khác. Họ đâu dám làm ra loại chuyện bán đứng tổ tiên như vậy chứ. Địa điểm tổ chức tranh đấu khí vận thiên khu là trung tâm ở bốn vực lớn, chính là trung tâm ngoài lãnh thổ. Hơn nữa bên Vạn Kiếm Cốc cũng phái người đến giám sát, họ lo mấy cậu chủ kia cũng đến để tranh giành. Cứ thế hoàn toàn phá vỡ cân bằng của các bên. Dù sao anh em Điền Văn và Khổng Tề Thiên đã đột phá bậc thiên cảnh, còn Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng vẫn còn ở cảnh giới đế quân. Nếu đám người Điền Văn tự mình ra trận thì có khác gì tự mình dâng khí vận thiên khu cho người khác đâu. Hơn nữa để ngăn chặn nước Tề và nhà họ Khổng bất đồng ý kiến, Vạn Kiếm Cốc còn đặc biệt bảo người truyền đi tin tức nói rằng trận chiến khí vận thiên khu lần này không chỉ có cậu chủ các nhà không thể tham gia mà ngay cả cao thủ trên thiên cảnh cũng không được tham gia. Mặc dù nói là thế nhưng ai có thể đảm bảo nhà họ Khổng và mấy người Điền Văn không ra trận. Ý của cậu Tiêu là bảo chúng ta tương kế tự kế, Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày nói. Đúng thế, khí vận thiên khu cực kỳ quan trọng với bất kỳ người nào, nhất là với người bình thường, càng có thể đắp vào khoảng cách lớn giữa chúng ta và hoàng tộc. Long Nguyệt cực kỳ nghiêm túc nói. Nhưng ngoài đám người Điền Văn, Ngụy Vinh Kỳ sẽ không ra trận thật sao? Chỉ một Ngụy Vinh Kỳ thôi đã có thể dễ dàng đánh bại tất cả chúng ta rồi. Tần Lương Ngọc lo lắng nói. Anh em Điền Văn và Khổng Tề Thiên thì không cần nói nữa, họ đều là cao thủ thiên cảnh, Vạn Kiếm Cốc sẽ không cho phép họ lộ mặt. Nhưng Ngụy Vinh Kỳ lại là một trường hợp đặc biệt, đầu tiên Ngụy Võ Hầu của nước Ngụy bị giết chết, nước Ngụy đã bị tổn thấy khá nặng, nếu hắn muốn lộ mặt trong trận chiến khí vận thiên khu lần này thì bên Vạn Cốc Kiếm cũng nể tình không nói gì nhiều. Mặc dù Ngụy Vinh Kỳ không phải là cao thủ thiên cảnh nhưng dưới thiên cảnh, trong số các cậu chủ chiến quốc, hắn gần như là sự tồn tại vô địch. Tôi nghĩ ý của Long Vương là địa vị và thân phận của chúng ta mới có thể sánh ngang với mấy người gọi là cậu chủ kia, mà người ta đã vượt qua cấp bậc này của họ, khinh thường tranh đấu với đám vãn bối. Long Nguyệt vừa nói thế, mọi người đều sửng sốt. Dù sao ai mà có thể ngờ mình lại được sánh ngang với bốn cậu chủ chiến quốc. Long Vương và cô Khương đang làm quen với môi trường ở ngoài lãnh thổ. Chuyện hôm nay chẳng phải do bà xử lý sao? Nói cách khác bà và tôi đã có tư cách đối kháng với đám người Điền Văn rồi. Long Nguyệt cực kỳ tự tin nói. Mấy lời này của Long Nguyệt càng khiến mấy người Tần Lương Ngọc kinh ngạc. Chương 4500 đúng là từ đầu đến giờ Tiêu Chính Văn chưa từng lộ mặt, hơn nữa chưa từng để tâm đến anh em Điền Văn. Ngược lại là Tần Lương Ngọc vẫn luôn đọ sức với đám người Điền Văn. Theo lý Tần Lương Ngọc không có tư cách nói chuyện với anh em Điền Văn, nhưng bây giờ đúng là họ đã hơn hẳn anh em Điền Văn. Đây đang ngầm nói cho mọi người biết từ nay về sau đối thủ chính của họ là cậu chủ chiến quốc,
còn người có địa vị thấp hơn cậu chủ đã không có tư cách sánh ngang với họ rồi. Nói có lý, cậu Tiêu đang dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết mấy cậu chủ chiến quốc cũng chỉ có thế thôi, Từ Huy Tổ gật đầu. Xem ra cậu Tiêu suy nghĩ còn xa hơn chúng ta nữa, cậu ấy đã xác định chặt chẽ mục tiêu lên người đám nhân vật tầm cỡ đứng sau kia rồi. Trần Huy Tổ nhíu mày trầm giọng nói. Vẫn nên chuẩn bị sẵn, đến Thành Thiên Khu đi, đến lúc đó mọi người gặp thời cơ thì hành động là được, Tần Lương Ngọc dặn dò mọi người. Tin tức đến Thành Thiên Khu truyền đi, tốc độ tu luyện của người Điện Thần Long lại tăng lên gấp đôi. Mấy đan dược và hoa tử tiêu mà Tiêu Chính Văn đem về trước đó gần như được phân phát trong một đêm. Ngay cả mấy người Long Ngao, Long Hình cũng liên tục đột phá đến đế cảnh cấp 3. Mà Trương Lăng Phong vẫn luôn dậm chân ở cảnh giới nhân hoàng sơ kỳ cũng đột phá nhân hoàng cấp 8 với tốc độ đáng kinh ngạc trong khoảng thời gian này. Nếu người bên ngoài biết đến tốc độ đột phá này chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức rơi cả cằm. Dù sao mấy người Long Ngạo và Trương Lăng Phong chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ? Người xuất sắc trong các thế lực lớn ngoài lãnh thổ cũng không dám nói có thể đột phá đến bậc nhân hoàng trong 100 tuổi chứ đừng nói đến đế cảnh. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong người, lại nhìn mấy người Điện Thần Long xung quanh, gần như đều đang nhanh chóng đột phá với tốc độ đáng kinh ngạc, Trương Lăng Phong cảm thấy hơi lo lắng. Anh Tiêu, trong vòng một tháng, mọi người đều đạt đến mức độ cao, mặc dù thực lực của mọi người đều mạnh hơn nhưng tốc độ đột phá này có phải quá nhanh không, liệu sau này căn cơ của mọi người có vững không? Trương Lăng Phong nhíu mày hỏi Tiêu Chính Văn đang uống trà. Căn cơ không vững, từ lúc sinh ra, bốn cậu chủ chiến quốc đã có thực lực cảnh giới chủ soái, căn cơ của họ không vững sao, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Nghe anh nói thế Trương Lăng Phong không sao nói nên lời. Đúng như Tiêu Chính Văn nói, không chỉ bốn cậu chủ chiến quốc ở trong tình huống này mà rất nhiều con cháu hoàng tộc cũng đã có thực lực cao hơn người bình thường rất nhiều từ khi sinh ra đến nay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.